Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện chất tử điện hạ. chương 16, trên cái bàn bát tiên tàn cũ, Dương Chi Đăng tim đèn dầu, đang co rúm lại tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tử Ly ngồi ở bên cạnh bàn, một bên không chút để ý chiêu chọc bắt đèn, một bên cảnh giác lấy khoe mắt lén ngắm nam tử khả nghi ngồi ở bên giường vẻ mặt thân mật hướng về mình cười mị, một bên ở trong lòng tính toán nếu hắn muốn đối với mình bất lợi vậy nên dùng loại biện pháp nào đối phó, hô to cứu mạng sao? Hay là bỏ chạy, hay là nhấc ghế đập thẳng vào gương mặt anh Tuấn của hắn? Phụt, ha 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 ha, bỗng nhiên, đối phương phúc một tiếng bật cười. Tử ly nhíu mày, nhèo mắt nhìn hắn, nói, ngươi cười cái gì? Xin lỗi, thật sự là thất kính, thật vất vả mới ngừng cười, nam tử đứng lên chắp tay ảo não hướng tử ly nói vị huynh đài này, ta cũng không phải là ác nhân, người không nên đề phòng như vậy. Tử ly hù nghi liếc hắn, nhỏ giọng nói thầm, ác nhân như thế nào thừa nhận mình là ác nhân. Nam tử giờ khóc giờ cười đi tới, ai ai ai, làm gì nha, muốn động thủ, nói cho người biết lão tử cũng không phải là dễ chọc. Tử ly thấy hắn có động tác, lập tức cảnh giác đứng lên, bày ra một bộ tư thế đánh nhau kịch liệt nói nam tử chỉ đành phải ở tại chỗ vẻ mặt vô tội lại thành khẩn nhìn hắn nói, mới vừa rồi nhìn thấy trên tay huynh đài có thương tích, mà ta đây vừa lúc có dược trị ngoại thương rất tốt. Ngươi là người bán dược, nam tử sườn sốt, lại là giờ khóc giờ cười, huynh đài hiểu lầm. Ta cũng không phải người bán dược, bất quá ngày thường thật ra yêu thích tìm hiểu chút thảo dược. Hắn nói xong từ ống tay áo xuất ra một lọ sứ men xanh phóng tới trên bàn nói, nếu miệng vết thương thật lâu không xử lý sẽ sinh mủ thối giữa. Thuốc này mặc dù không phải kim chế tốt nhất, bất quá đối với miệng vết thương trên tay huynh đài vẫn là hữu dụng. Đó cũng là lòng biết ơn của ta, hướng huynh đài nhận lấy. Tử ly có chút xấu hổ sờ sờ cái ót, thật sự là, lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử. Nguyên lai like người ta là một mảnh hảo tâm, cái kia, thật có lỗi, ta thật sự là quá mức khẩn trương, đa tạ dược của ngươi. Tử ly kéo ghế dựa ngồi xuống. Xuất môn ra bên ngoài đích xác cần lưu lại tâm nhãn. Tựa như ta, bởi vì qua mức sợ ý, làm cho tên tiểu khất cái kia trộm hết ngân lượng đi. Ai, nếu không cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Nam tử cũng ngồi xuống tỏ vẻ lý giải. Nghe hắn vừa nói như thế, tử ly bỗng nhiên có loại cảm giác cùng là người thiên nhai lưu lạc. Lại cẩn thận nhìn đối phương, phát hiện bộ dáng của hắn không chỉ anh Tuấn, hơn nữa nho nhã ôn hòa như thế nào nhìn cũng không giống người xấu không khỏi buồn bực chính mình vừa rồi vì cái gì lại thần kinh quá nhạy cảm như vậy hắn cảm kích hướng đối phương cười cười chẳng qua nhân bì diện cụ trên mặt làm cho cái cười này thoạt nhìn có chút quái dị lấy qua dược bình đẩy ra nắp lọ phóng tới mỗi người người tuy rằng không hôi nhưng lại ẩn ẩn có cỗ mùi hắn nhìn vết cào trên tay trái mình chẳng biết tại sao thật lâu không thể khép lại miệng vết thương tuy rằng không đổ máu nhưng da thịt vẫn đang duy trì sắc đỏ hồng như khi mới vừa trào thương, mà làn da chung quanh cũng phiếm từ hắc thâm tím tự nhiên, vừa thấy đã làm cho người ta sợ hãi, bất quá hiện tại lại tuyệt không đau. Thực không xong, không phải dính độc đi, để ta tới giúp ngươi sát đi, ngươi chỉ có một tay không thuận tiện. Nga, Nga, cảm ơn, tử ly nhìn hắn lấy ra thuốc mỡ màu xanh nhạt cẩn thận sát ở trên miệng vết thương, còn ở một bên nhẹ nhàng mà thổi khí, không khỏi một trận xấu hổ vội vàng mở miệng hỏi ách cái kia người tên là gì đối phương bôi xong dược lại từ trên y phục xé xuống một góc bố đem bàn tay của tử ly bọc lại mới nói ta họ mặc danh thương cảnh ta gọi là tô tử ly nhĩ hảo a à. tử ly vươn tay cười nói lập tức nhớ tới cổ nhân không có loại lễ nghi bắt tay này cho nên vội vàng rút về ngượng ngùng chắp tay mặc thương cảnh tiêu ý không hiểu nhìn hắn nói tử ly tô tử ly ta đây gọi ngươi tử ly huynh được không tử ly vội vàng gật đầu tỏ vẻ không quan hệ không biết tử ly huynh có mục đích đi nơi nào câu hỏi vừa ra khiến tử ly ở trong lòng buồn rầu hắn nhịn không được bĩu môi nói ta cũng không hiểu được chính mình đến tột cùng phải đi chỗ nào hiện tại chỉ là muốn trốn đi trước tìm được một nơi không có người nhận biết bí mật của ta nga lời này của tử ly huynh có ý gì này ai thật không dám giấu giếm ta là từ trong tay cái tên biến thái hoàng. Hoàng lão đầu trốn tới, nói vậy, hắn hiện tại nhất định phái không ít nhanh vuốt tới bắt ta, nếu như bị hắn chóc bắt trở về, nhịn không được sợ run cả người, khi đó, chỉ sợ ta ngay cả xương cốt cũng không còn. Hoàng lão đầu, chính là nhân vật thực âm ngoan sao? Phải nha, phải nha, thương cảnh huynh ngươi không biết thôi, hắn vừa già lại xấu, cả ngày trương ra cái mặt băng hàn, chiều cao gần ba thước, còn có thắt lưng như thùng nước, chân như củ cải. Hơn nữa tính cách tàn nhẫn, từng hạ lệnh đem vài tên ra nô chẳng qua là nói sai mà phải bị quất soi đến chết. Còn ba ngày hai lượt đe dọa ta, muốn bước ta làm chuyện biến thái. Ta thật sự là chịu không nổi, cho nên bỏ chạy ra. Tử ly đem một phen nước mũi một phen lệ tố khổ, cái này là tả quái thú nè. Không thể tưởng được trên đời cư nhiên có người nhẫn tâm như vậy. Ân. Tử Ly vẻ mặt đáng thương liên tục gật đầu, một bên cầm lấy tay áo sát sát nước mắt không biết là có hay là không, trong lòng lại gõ, đát đát đát, tính toán nhỏ nhặt, đến đây đi, đến đây đi, thương cảnh, trong nhà của ngươi hẳn là có tiền có thế, xem ta đáng thương như vậy, ngươi liền phát huy tinh thần đồng tình tràn ra tâm của ngươi, vỗ vỗ ngực nói tiểu ca, ta giúp ngươi thu phục. Đi, mạc thương cảnh quả nhiên đứng lên vẻ mặt đồng tình nhìn tử Ly nói, tử Ly huynh, ngươi thế đơn lực bạc hiện trạng lại đầy nguy cơ như vậy mạc thương cảnh ta tuy rằng cùng ngươi bình thủy tương phùng nhưng không thể thấy chết mà không cứu được ân tử ly ánh mắt sáng quắc nhìn hắn cầm đây là ngọc bội gia truyền của ta tuy rằng không đảm đương nổi một ngàn cũng bán được mấy trăm ngươi nhận lấy ăn ngon một chút mặc tốt một chút trên đường trốn chảy cũng không cần chịu khổ như vậy mạc thương cảnh không biết là thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu mà đem ngọc bội trên đai lưng cười xuống nhét vào trong tay tử ly nói Tốt lắm, đêm đã khuya, nghỉ tạm sớm một chút đi, nếu không không có tinh lực liền phiền toái. Tử ly chớp chớp mắt nhìn ngọc bội trong tay, lại dương đôi mắt chiều chớp chớp nhìn mặc thương cảnh đã đi đến trên giường nằm xong. Người này, người này, chương 17, ngày thứ hai tỉnh lại, lão thái dương đã thăng cao. Tử ly xoa xoa đôi mắt buồn ngủ lại ở trên giường lười trong chốc lát mới chầm chập bò lên. Nhìn vị trí người bên cạnh đã lạnh đi, nhìn nhìn lại căn phòng trước mắt không có một bóng người. Đi cũng không lên tiếng gọi, rất không nghĩa khí. Uổng cho người tối hôm qua còn tử ly huynh tử ly huynh kêu đến thân thiết như vậy. Tử ly đô đô miệng la ó sốc lên chăn đi xuống giường, liền thấy trên bàn có một tờ giấy bị chặn. Bởi vì chợt có việc gấp đành rời đi trước, bất qua thấy tử ly huynh buồn ngủ nên không đành lòng quấy giày, cho nên lưu lại tờ cáo chi này. Hy vọng tử ly huynh sớm ngày thoát khỏi kiếp trốn chạy, sau này còn gặp lại. Mạc thương cảnh kính thượng, tử ly có chút bực mình đặt mông ngồi ở trên ghế. Có việc gấp, cũng không biết là thật hay giả, vốn đang trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ mình một phen. Lại lập tức nghĩ thầm, người ta cùng ngươi không thân cũng chẳng quen làm gì phải ăn no dỗi dãi vác lấy đại phiền toái ngươi. a à, tử ly sầu não cào cào tóc, mình đã chạy ra bốn ngày, cũng không biết kinh thành bên kia động tĩnh như thế nào tình hình trước mắt thật là có điểm mơ hồ, vẫn luôn cảm thấy mình cứ như tôn hầu tử chờ mình như thế nào cũng không ra khỏi ngũ chỉ sơn, nằm ngón tay của biến thái nam nhân kia. Dừng dừng, lão tử như thế nào lại ở đây diệt chí khí của mình để cao uy phong người khác nha. Cứ việc phóng ngựa lại đây đi, lão tử cũng không sợ ngươi, lại tiến hành một phen tinh thần ủng hộ bản thân, tử ly mới vừa lòng đứng lên tính toán xúc miệng rửa mặt. Ba 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 lúc này truyền đến một trận thanh âm gõ cửa thô lỗ, vừa nghe động tính cũng biết là phi tiểu nhị tối hôm qua cùng mình đòi công. Rời phòng, rời phòng, mới giao ngân lượng thuê một đêm cư nhiên ra mặt dày ở lại tận canh giờ này. Mở cửa, không ra ta sẽ đẩy cửa vào. Tiểu nhân quả nhiên ít đắc tội thật là tốt, tử ly thật là hòa đại, nhưng mình đích xác đối lý trước, cũng không tiện mở miệng phản bác. Chỉ có thể bực tức vài câu, rất nhanh vệ sinh xong, thay một kiện thanh bố trường sam, khác lên tay nải, sau đó hoắc mắt mở ra cửa phòng bị chụp đến lung lay sắp đổ. Phi tiểu nhị chụp một cái vào khoảng không suýt chút nữa đã nhào vào phòng. Tử ly mị nhãn chừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đông 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 đi xuống lầu. Đem lương khô cùng nước uống chuẩn bị đủ lại cắn vài cái bánh bao thịt, tử ly mới vỗ vỗ mông chuẩn bị xuất phát. Khách quan đi thong thả, tiểu nhị dẫn ngựa vừa đem dây cương đưa đến trong tay tử ly vừa cười nói. Tử ly khóe mắt phiêu phiêu về phía sau, tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một lượng bạc đưa cho tiểu nhị, nói, ngựa của ta được chiếu cố thật sự rất chu toàn. Nào động từ chỉ sự ồn ào, đây là phần thưởng của ngươi. Cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan, tiểu nhị dẫn ngựa thiên ân vạn tạ tiếp nhận. Khúc tử, xuất phát thôi, giá tử ly tâm tình thư sướng chờ mình lên lưng ngựa run, run run dây cương nói. Một người một kỵ rẽ bội mù mà đi thẳng đem phi tiểu nhị đang tránh ở phía sau cửa tức giận đến thần tình sám mắt. Mấy ngày kế tiếp, tử ly vẫn rủi ngựa hướng về phía đông. Giáp giới với biên giới phía đông sở kinh chính là quốc gia có tên là Xích Tương. Xích Tương bao quanh là biển rộng, tạo nên thuyền nghiệp thập phần phát đạt, lại mở vài tuyến lộ hàng hải dùng cho buôn bán vận chuyển. Cách thi hành này không chỉ hạ thấp phí tổn hàng hóa hơn nữa cũng đề cao tính an toàn của hàng hóa cùng lượng vận chuyển lãnh binh khí mà nó tạo ra ở các quốc gia cũng là đứng đầu. Với thế cục hiện nay, ở trên phiến đại lục này quốc lực của nó cùng sở kinh là tương đương, hai bên song song làm thành lưỡng đại cường quốc. Tử Ly trải qua cân nhắc nghiên cứu cẩn thận, rốt cuộc quyết định đào quốc lần trốn. So với việc ở địa bàn của tên nam nhân kia ẩn thân, đi xích tương lại là lựa chọn bảo đảm. Tử Ly hiện nay xem như là thật sâu lĩnh ngộ ra vì cái gì xã hội này tham quan tội phạm đều thích chạy ra ngoài quốc ngày hôm đó đi tới một con đường nhỏ tử ly dắt khúc tử đi đến dưới tảng cây ven đường nghỉ ngơi ăn chút lương khô tìm khối mặt cỏ đang chuẩn bị ngồi xuống bỗng nhiên một con rắn màu sắc rực rỡ từ trong bụi cỏ bên cạnh sông tới tử ly sợ tới mức đột nhiên nhảy văng ra còn chưa có trong kinh hách phục hồi tinh thần lại cùng lúc đó lại nghe thấy siêu một tiếng một thanh thủy thủ phiếm hàn quang hiểm hiểm sát qua gương mặt cắm thẳng vào vị trí đang chuẩn bị ngồi xuống vừa rồi Tử ly thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm chui trùy thủ giống như đã cắm ở trên người hắn, cái kia, giống như, mục tiêu là, thật hút một hơi lãnh khí, tiếp theo bỗng nhiên hú lên quái dị, a à, cứu mạng a à. Bay nhanh lên lưng ngựa, lập tức dục ngựa chạy như điên mà đi. Tốc độ nhanh đến mức khi sát thủ trốn ở trên cây kịp phản ứng lại thì người đã chạy xa 50 thước. Tử ly cúi sát người, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy phía sau mười mấy người che mặt thần tình sát khí đang đuổi theo. Giá, Khúc tử, chạy nhanh lên chút a. Có người muốn giết ta nha, nếu ta bị ngã rớt, người cũng sẽ biến thành mã bái, ngựa luộc. Vó ngựa từ đoàn người đem con đường làm cho cắt bụi cuồn cuộn, từ trên cao nhìn xuống tràng diện thật là hoành tráng, nếu là bình thường tử ly chắc chắn phun ra từ ngữ, cuồn quá nha, nhưng mà hiện tại hắn thân là người bị đuổi giết đã có thể cảm thấy được đầu đều căng lớn. Khúc tử tuy rằng chạy trốn mau, nhưng đã chạy một ngày thể lực còn chưa có khôi phục lại, Hiện tại đồng thời gặp đến hơn 10 thất hào mã, hơn nữa là hơn 10 thất hào mã trưởng thành đuổi theo, dần dần liền hiện ra tình cảnh xấu do thể lực chống đỡ hết nổi mà tốc độ chậm lại, cái chữ Cun trong bản gốc là khúc là từ Hán Việt của Cun. Những người này vì cái gì muốn giết mình, đến tột cùng là ai phái tới? Là Hoành Húc sao? Này, tựa hồ cũng không quá hợp lý. Trời ạ, à, thật sự là phải chết, chính mình đến tột cùng gặp phải nguyên cớ gì, vừa mới ra khỏi cửa đã bị người đuổi giết. Tử ly đầu đầy mồ hôi nhìn sát thủ càng ngày càng gần, dường như chợt nhớ tới cái gì nhãn tình liền sáng lên, vội vàng vươn tay vào trong tay nải lấy ra một thứ hung hăng hướng về một sát thủ gần nhất ném tới. Đối phương đang đắm chìm trong phần thắng sắp nắm bắt được, hoàn toàn không dự đoán được tử ly sẽ bỗng nhiên ném ám khí, cho nên khi còn chưa thấy rõ ám khí kia chẳng biết là vật gì thì bỗng nhiên bụng mặt hết thảm một tiếng lăn xuống ngựa, bị đồng bạn phía sau chưa kịp dừng ngựa một cước đạp xuyên qua da thịt tuy rằng cảnh tượng trước mắt là huyết tinh, nhưng thành công thu phục một sinh mệnh uy hiếp, tử ly vẫn là rất cao hứng hô to một tiếng. Lúc sau lại liên tiếp quay đầu ném ám khí độc môn của hắn. Bọn sát thủ thấy đồng bạn bên cạnh đều chúng chiêu kêu thảm thiết, lập tức cảnh giác rút ra trường kiếm, ngắm đến ám khí đang minh diện bay tới, lập tức huy kiếm ngăn cản, ai ngờ vật kia không phải kim loại cứng rắn, ngược lại là viên cầu mềm như bông, mũi kiếm vừa chạm lập tức vỡ tan, tóe ra chất lỏng rơi xuống trên người lập tức cảm thấy một trận toàn tâm đau nhức, cúi đầu nhìn thấy làn da đã hoàn toàn thối giữa hóa thành huyết. chương 18, tử ly chật vật không chịu nổi té xuống ngựa lăn trên mặt đất vài vòng, trên người dính đầy bùn đất cùng lá khô, chỗ khuỷu tay cùng đầu gối đều sức ra máu, một chiếc giày trên chân cũng không thấy tung tích, dâu giả ngoài miệng đang muốn rụng tới rụng lui. Mồ hôi chảy xuống làm cho bên ngoài làn da như thoa một tầng nhựa cao su gắt gao dính chặt, rất là khó chịu. Nhưng mà, trong tình hình đối mặt bốn sát thủ trước mắt mang theo lợi kiếm chói lọi từng bước một hướng mình tới gần, hết thảy những thứ này đều đã không trọng yếu. Ngươi, các ngươi tốt nhất đừng tới đây, ta, ta còn có ám khí. Tử ly một bên lào đảo lui về phía sau một bên vô lực uy hiếp. Hảo, chúng ta đây sẽ mở to mắt ra mà xem ngươi còn có độc môn ám khí gì để đối phó bốn chúng ta. Sát thủ oán độc theo dõi hắn nghiến răng nghiến lợi nói không thể tưởng được một người tay trói gà không chặt cư nhiên đem bầy hảo thủ của bọn họ tiêu diệt. Bốn người giàn hình bán cung đem tử ly ngăn dưới một gốc cây đại thụ. Tử ly nuốt nuốt nước miếng dẫy dụa nói, ta và các ngươi không oán không cừu, tội gì phải giết chết ta. Ta, trên người của ta có rất nhiều tiền, như vậy đi, ta đều đem tiền cho các ngươi, các ngươi thả ta được không? Sát thủ lạnh lùng cười, tiền, giết ngươi bọn ta cũng có thể lấy được. Từ ly mồ hôi lạnh bão táp. Ô ô, bọn họ nói đúng như là sự thật a. À? Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở trong này? Từ từ, từ từ, trước khi ta chết, các ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng là ai phái các ngươi tới giết ta hay không? Muốn biết, sát thủ lại là nhe răng cười một tiếng, vậy xuống dưới diêm la vương hỏi thăm đi thôi. Nói xong đột nhiên rút kiếm hướng ngực tử ly đâm tới. Nhìn thế trường kiếm không thể đỡ, Tử Ly sợ hãi nhắm chặt hai mắt tuyệt vọng chờ đợi tử thần giáng xuống, đánh giá ngay sau đột kích mình sẽ nghe được thanh âm ra thịt toát ra rồi cảm nhận được đau nhức. Nhưng đợi một hồi, kiếm của đối phương lại chậm chạp không thấy hạ xuống. Tử Ly kinh nghi mở lớn ánh mắt, liền thấy sát thủ trước mắt dừng hình ảnh ở tư thế rút kiếm muốn đâm ầm ầm ngã xuống đất, sau lưng rõ ràng cắm một tiễn vũ xuyên thấu trái tim. Đám sát thủ hôm nay đã gặp được quá nhiều tình hình bất ngờ hiển nhiên đã từ trong trạng thái hoảng hốt lúc ban đầu rất nhanh khôi phục lại, bọn họ lập tức đưa lưng về nhau làm thành một vòng huy kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ai, đám chuột nhất nào ở sau lưng ám toán người khác, tốt nhất mau mau hiện thân cho ta. Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cây cối từ hai bên, siêu 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 siêu, bắn ra vài mũi ám khí. Mẹ nó, lại tới, bọn sát thủ biến sắc mắng, nhưng đối mặt với trận ngoạn ý này thật sự là không biết nên chắn hay là nên tách ra. Đừng đụng chúng nó, rút một sát thủ quyết định thật nhanh quát ba người thân hình nhanh nhẹn tàn ra ở thời điểm tự nhận là mọi sự đại cát ai ngờ viên cầu ám khí rơi xuống đất bỗng nhiên oanh oanh nổ tung lập tức thả ra từng đợt khói trắng vây lấy người khụ 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 mẹ nó nguyên lai là phích lịch đạn đạn khói không tốt nhanh coi chừng tên tiểu tử kia đừng cho hắn chạy nhưng chung quanh một mảnh khói đặc đâu còn phân rõ phương hướng nha chờ đến khi sờ soạng đến cây đại thụ kia tử ly đã sớm không thấy bóng dáng hô hô mệt chết ta bất quá cuối cùng cuối cùng cũng nhặt về một cái mạng tử ly đi xuống ngựa thoát lực nằm bẹp trên cỏ ở bên hồ ai thán hướng hai người bên cạnh cũng nhảy xuống ngựa nói các ngươi cảm tạ a à? đúng đúng rồi các ngươi như thế nào ở trong này hai người này không phải ai khác mà chính là lưỡng ca ngày đó ở kinh thành bám theo tử ly muốn gặp hoàng đế vậy bọn hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này này nói đến lại rất dài chỉ biết là ngày đó sau khi bọn họ cảm thấy được đại thúc kia chính là tử ly dịch dung lập tức truy hướng người đi bất đắc dĩ người ở kinh thành quá nhiều nhất thời cũng tìm không thấy tung tích vòng vo một trận rốt cục ở cửa thành thấy tử ly đã gấp rút rồi ngựa hướng ra ngoài thành còn chưa kịp đuổi theo bỗng nhiên lại thấy một kỵ binh tay cầm thánh chỉ từ ngoài thành chạy tới hạ lệnh phong tỏa cửa thành tất cả dân chúng ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm mật, bên trong thành cũng có rất nhiều binh lính lùng sục, lòng người hoàng sợ rằng có hai ngày mới giải phong cởi bỏ lệnh phong tỏa. Nghe đồn hoàng đế đang đuổi bắt một tội phạm quan trọng lần trốn, bất quá, bọn họ lại có thể mơ hồ đoán được sự tình không phải là đơn giản như vậy. Bất quá mục đích của bọn hắn là muốn gặp hoàng thượng cáo ngự trạng, đối với sự tình này cũng vô tâm đi quản, nhưng cố tình người dẫn bọn họ vào gặp lại ngay trước lúc ở cửa thành chạy thoát, không có hắn, bọn họ lại chỉ có thể trở lại khởi điểm đang lúc lưỡng ca lo lắng có nên đuổi theo hay không bỗng nhiên bị cừu ra bọn họ phát hiện hành tung lúc sau lại là tránh không được một đường đuổi giết hai người không có cách nào khác vẫn là quyết định tạm thời rời đi kinh thành một là vì đuổi theo tử ly hai cũng là vì tránh né tử địch cho nên hai người một đường màn trời chiếu đất mã bất đình để không dừng ngựa tìm tung tích tử ly chạy vài ngày cuối cùng ở một cái chấn nhỏ nghe được tử ly tối hôm qua ngay tại chỗ này qua đêm có được tin tức này, hai người biết mục tiêu của bọn họ ngay ở phía trước không xa, vì tránh cho phức tạp lưỡng ca không lưu lại mà lập tức đuổi theo, ai ngờ lại nhìn thấy tình cảnh tử ly bị mười mấy người đuổi giết. Vì thế huynh đệ quyết định đi đường vòng đến phía trước mai phục, sau đó mới có một màn trong rừng cây kia. Tử ly nghe xong, trong lòng lại là cảm khái lại là hổ thẹn, không thể tưởng được người mình có ý xấu lừa gạt hiện tại ngược lại cứu mình một mạng. Mặc kệ nói như thế nào mình là thiếu bọn họ một cái nhân tình. Biết bọn họ muốn gặp hoàng đế là vì cáo ngự trảng, tử ly cân nhắc một trận, dùng bút lông méo mó liệt liệt viết một phong thơ, sau đó lại từ trên người mình tháo xuống một kiện tín vật sao cho bọn họ nói, ta không có khả năng cùng các ngươi trở lại kinh thành, các ngươi có thể cầm phong thư này đi tìm cửu vương gia hoành khánh, để cho hắn mang bọn ngươi gặp hoàng đế, ta nghĩ là hắn nhất định nhận lời. Bất quá, các ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ hành tung của ta, nếu bọn họ truy vấn, các ngươi cứ nói mấy thứ này là lúc ta ở kinh thành giao cho các ngươi, biết không? Hai huynh đệ vừa mừng vừa sợ nhìn nhau, bất quá rất nhanh lại suy sụp hạ mặt nói, cho dù chúng ta có thư của ngươi trước mắt cũng không thể trở lại kinh thành, bởi vì cầu gia chúng ta khẳng định ở ven đường mai phục, chỉ cần chúng ta vừa tới gần tuyệt đối sẽ bị chết thê thảm. Cho nên, điện hạ, trước hết để cho chúng ta đi theo ngươi đi, chờ có thời cơ thích hợp, chúng ta lại rời đi được không? Tử Ly nhìn hai gương mặt vẫn là bẩn như vậy nhưng tràn đầy chờ mong trước mắt, chỉ đành phải thỏa hiệp nói, được rồi. Bất quá từ lúc này, ta phải sửa xưng hô cho các ngươi một chút, về sau không được bảo ta điện hạ, ta gọi là Tô Tử Ly, các ngươi có thể bảo ta Tử Ly đại ca, minh bạch không? Giả, dạ, Tô Lão Đại, không đúng, là Tử Ly đại ca, bất quá, ta thích xưng hô này, vậy các ngươi kêu ta Tô Lão Đại đi. Hảo, đúng rồi, còn không biết tên các ngươi nha. Ta là Lâm Tồn Công, ta là Lâm Tồn Thủ, hai anh em công thủ sao cô công thủ cho rồi. Cái kia, tiểu công A, tiểu thủ A, ếch, như thế nào kêu có điểm là lạ. Khủ khủ, các ngươi là huynh đệ đi. Phải, chúng ta là song bào thai, trách không được ăn ý như vậy. Hắc hắc, tốt lắm, chúng ta nhanh lên đi thôi, nếu không lại sẽ có một đống lớn truy binh sát thủ. Khúc tử, đi thôi, giá. Giá, ba người sóng vai vất mã hướng về phía mặt trời lặn màu quất hoàng, ra cam chạy đi. chương 19, trong phòng ngủ hết sức xa hoa, tiếng rên rỉ lẫn dồn dập thở dốc bởi tình dục khi thì phấn khởi khi thì biếng nhắc từ sau sa mạn trên giường phát ra. Hai hình ảnh phản chiếu lên xa trướng, có thể thấy được nam tử đang phủ phục ở phía trên đang trước sau tiến lên, động tác rất mạnh khiến khung giường cũng lay động theo một phòng ánh nến quất sắc màu quýt cùng xả hương kéo dài không tiêu tan lại càng kích thích cảnh tượng thêm phần tối dâm mỹ. Ân à, a, điện, điện hạ, nữ tử rên gì thở gấp không ngừng. Nam tử không nói một lời, chính là siết chặt cánh tay ngọc của nữ tử, đắm chìm trong loại vận động thuần túy của tứ chi, sau vài cái tiến lên nhanh hơn, cùng với một tiếng ngâm sợ run của nữ tử, trận phát tiết nhục dục này rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Nam tử phi y đi xuống giường, biểu tình âm lãnh nhìn chằm chằm ba sát thủ đang quỳ phục trên mặt đất trước mắt nói, sự tình làm như thế nào. Ba người không dám phát ra tiếng, cúi đầu càng thấp hơn. Nam tử cười lạnh một tiếng nói, như vậy chính là thất bại. Sát thủ bên dưới nhịn không được bắt đầu run rẩy. Nam tử sắc mặt nhăn nhó, nhấc chân tàn nhẫn hướng một người trong đó hung hăng đá vào, đối phương đánh vài cái lăn vòng, phốc ra khẩu huyết, nhưng lại lập tức bỏ lại chỗ cố quỷ nghiêm. Người chưa có giết, các ngươi còn có mặt mũi trở về. Bản điện hạ chưa bao giờ dưỡng phế vật, thuộc hạ đáng chết, thỉnh đại điện hạ lại cho chúng ta thêm cơ hội một lần. Ba người thanh âm phát run nói, món nợ lần này bản điện hạ nhớ kỹ, nếu lần sau các ngươi không mang về đầu của An Cần Du, liền tự xử đi. Giả, dạ, điện hạ, hỉ lai like khách điếm là một lão điếm ít nhất cũng có hơn 40 năm lịch sử, đương nhiệm trường quầy là tiếp nhận từ cha của hắn, mặt tiền điếm chỉ có một người kinh doanh nó nằm ở một con đường nhỏ cách quan đạo khá xa, vị trí địa lý hẻo lánh đến mức làm cho người ta hoài nghi nó đến tột cùng là đang ẩn cư hay là đang kinh doanh buôn bán. Bởi vì là tiểu bản sinh ý nên khách nhân cũng không nhiều, trường quầy cũng không có thuê tiểu nhị ca, thậm chí ngay cả đầu bếp cũng là từ lão bà của hắn đảm đương, toàn bộ mặt tiền cửa hàng cũng chỉ có đôi vợ chồng trung niên xử lý. Ngày dần trôi, trong điếm cư nhiên một người khách nhân cũng không có, bất quá, Trường cuối cùng lão bà của hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, giống như mùa ế ẩm, bọn họ bình thường là xuống bếp làm mấy thứ thức ăn, xuất ra mễ tử, rượu gạo tự mình ủ uống mấy chén. Hiện nay đã là hoàng hôn, hai phu thê tự định chú ý không có khách nhân đến đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên nhìn thấy trên nhải đạo rất xa có ba điểm đen di động, đợi đến gần mới xác định kia quả thật là ba người qua đường đang cưỡi ngựa. Đại thúc, đừng đóng cửa, chúng ta muốn tìm nơi ngủ trọ a một nam tử ước chừng hơn 20, mặc thanh bố trường sam, mang dâu ngắn khẩn trương kêu lên. Thủ hạ lưu môn, thủ hạ lưu môn phiên bản của thủ hạ lưu tình. Bên cạnh hai đại hài tử bẩn hề hề cũng hoa hoa kêu lên. Trường quầy ha hả cười, nói, này không phải chờ ba vị sao. Ba người nhảy xuống ngựa phủi phủi đầu đầy cho bụi, theo trường quầy đi vào tiểu khách điếm cổ xưa. Đại thúc, trước mang chút gì lên ăn đi, bụng đều đói đến kêu lên hảo a à, xin chờ một một lát trường quầy bưng lên nước trà cho ba người rồi sau đó xoay người vào tiểu môn ở sau quầy chỉ chốc lát sau liền nâng mấy món đồ ăn đi ra lão bà của ta chỉ biết làm chút thức ăn hương giã ba vị khách quan xin đừng chê bai trường quầy vui tươi ha hà nói thơm quá đại thúc thật sự là quá khiêm nhượng ở chỗ ta loại thực phẩm hương giã thiên nhiên không ô nhiễm này so với cây áp ngư gà vịt cá còn chân quý hơn nhiều tô lão đại chúng ta đói bụng. Bên cạnh hai tiểu hài tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thức ăn còn đang ở trong tay trường quầy, chằm miệng một lời nhắc nhở. Nga, xem ta hồ đồ, chỉ lo nói mà quên trong tay còn bưng, để cho hai vị tiểu ca chê cười. Hai phu thê vội vàng đặt hào đồ ăn, không quấy dày, ba vị chậm dùng. Đại thúc, từ từ, chỗ các ngươi có rượu không? Khách quan muốn uống rượu, có thì thật ra có, bất quá đều là mễ tử nhà tự nhưỡng không thể đặt lên mặt bàn. Không quan hệ, có thể mang đến cho ta một chút không? Đương nhiên có thể, nói xong liền đi tới hầm ủ rượu. Tô lão đại, ta cũng muốn uống rượu. Lâm tồn thủ vừa lùa cơm vừa nói. Đúng vậy, ba người này chính là tử ly cùng lưỡng ca tồn công tồn thủ. Tử ly gõ đầu tồn thủ nói, còn nhỏ tuổi uống cái gì rượu. Nhưng người cũng uống, tồn thủ miệng chứa đầy đồ ăn không phục nói. Ai nói ta muốn uống, đây là có công dụng khác hiểu hay không? Tử ly tức giận lại sao sao đầu của hắn. Đừng sao, mỗi lần gõ sẽ bị ngốc. Tồn công có chút đau lòng sờ sờ đầu đệ đệ nói. Thiết, mê tín, trên đường đã lĩnh giáo qua trình độ bao che khuyết điểm của ca ca này cho nên tử ly chỉ biểu môi. Tiếp theo vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, dưới sự hướng dẫn của trường quầy bước lên thang lầu kéo kẹt rung động đi tới một gian xương phòng hơi hơi phiếm vị mốc. Thật sự là ngượng ngùng bởi vì là phòng ở cũ nên hương vị nặng chút. Không cần ở nơi dã ngoại tràn đầy xà trùng đóng quân đã là rất tốt, cho nên gian phòng như vậy, tử ly vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng hai tiểu quỷ công thủ lại khủng hoảng hít hít cái mũi nói thực thối. Tử ly chờ mình xem thường, không tư cách nói lời này nhất chính là hai người bọn họ. Là trên người các ngươi thối hay là phòng ở này thối? Hình như từ lúc ta bắt đầu nhận thức các ngươi, cũng không gặp qua các ngươi tắm này đây là vì ngụy trang công thủ rào biện nói tử ly nheo mắt liếc bọn họ một cái nói muốn ngụy trang thì tìm ta nha ta chính là cao thủ cổ hương vị kia trên người các ngươi ta sớm đã muốn nói ra ngươi chê chúng ta nói thực ra đúng vậy hai huynh đệ biểu tình thụ thương được rồi đừng giả bộ hiện tại lập tức đi tẩy sạch cho ta nếu không đừng tìm ta cùng ngụ một phòng chương 20, mươi tử ly muốn tắm rửa nhưng lão bản lão bản nương người ta đều niên kỳ đã lớn đương nhiên không thể nói bọn họ bưng nước. Nói vậy nhưng bọn họ cũng hiểu được không thể chậm trễ khách nhân, cho nên ngay ở phía sau tiểu điếm dựng nên một gian nhà tắm. Cầm quần áo tắm rửa, lại túm hai tên tiểu quỷ không tình nguyện đi đến nhà tắm, đối mặt với một hồ nước ao trong vắt, Tử Ly lập tức đem mình lột sạch sẽ nhảy vào ao chỉ vui sướng tột độ bơi a bơi. Thật thoải mái, có thể tắm rửa quả nhiên là chuyện hạnh phúc. Ui hai người các ngươi, đem thân thể rửa sạch mới tiến vào A. Bá đảo, tồn thủ nhấc chân vừa định vào ao chỉ biểu môi nói. Đệ đệ đừng nói nhiều, mau tắm đi, ca, giúp ta gội đầu. Vậy nhắm mắt lại, tồn công trước múc nước đổ lên trên đầu của hắn, sau đó cầm bồ kết xoa đi xoa tới một trận, lại xả sạch sẽ. Ta giúp ca ca sát bối trà lưng, tử ly trừng mắt nhìn hai anh em đang giở trò lẫn nhau ở trước mặt mình, bỗng nhiên âm hiểm nói hai người các ngươi cũng đừng loạn luân cho ta. Hừ, trả lời hắn chính là một cái mộc trước gáo nước nghinh diện bay tới. Qua wow, hai tên tiểu quỷ các ngươi ăn của ta dùng của ta cư nhiên dám đối với tô lão đại ta đây vô lễ. Hiện tại tử ly mới hiểu được vì sao hai anh em này phải đem mình biến thành đen thôi. Nhìn bộ dáng này của bọn họ tinh xảo như hai tiên đồng, mặc cho ai thấy đều có xúc động muốn bắt cóc bọn họ. Tô lão đại. Ngươi đừng nhìn chằm chằm chúng ta như vậy được không? Trong lòng ta sợ hãi, Tồn Công vuốt cánh tay của mình nói. Khụ khụ, Tử Ly vội vàng trọt vỡ mấy cái bong bóng hồng nhạt bay bay, tiểu công cộng tiểu thủ bằng. Khụ khụ nghiêm mặt nói, các ngươi cái dạng này quả nhiên rất chú ý, bất quá may mắn có cao thủ dịch dung ta ở đây. Ngồi xuống, ta lộng lộng cho các ngươi. Tồn Công Tồn Thủ theo lời ngồi yên, ngẩng hai khuôn mặt nhỏ nhắn sờ vào phấn nộn nộn. Tử Ly mở ra tay nải của hắn, suy nghĩ một chút nói, lần này các ngươi ngụy trang làm nhi tử của ta là được. Chính là Tô Lão Đại, người so với chúng ta chỉ lớn hơn 5 tuổi. Tồn công tồn thủ đồng thời nói, có biết cái gì là ngụy trang hay không? Ta hiện tại nói chính là ngụy trang được không? Đừng nhúc nhích, Tử Ly cầm cánh tay của tồn công tồn thủ. Từ trong một đống công cụ ngụy trang xuất ra hai tấm nhân bì diện cụ bất đồng phân biệt dán lên trên mặt bọn họ tồn công tồn thủ từ từ nhắm hai mắt đợi nửa ngày cũng không thấy động tác bước tiếp theo không khỏi mở mắt ra kỳ quái hỏi tô lão đại như thế nào không lộng còn muốn lộng như thế nào đây không phải là chuẩn bị tốt rồi sao không tin ngươi xem cầm lấy gương đồng đưa cho bọn hắn thần tình hắc tuyến nhìn gương chăm miệng một lời nói cái này cũng kêu là cao thủ dịch dung chúng ta cũng biết ra à, tử ly tựa vào cảnh cửa phía trên bọn họ nheo mắt nói như thế nào có ý kiến không có không có thì tới đây hỗ trợ chúng ta chuẩn bị nhiều vũ khí phòng thân một chút tử ly đem mễ tử vừa rồi trường quầy đưa tới rót vào chậu rửa mặt sau đó xuất ra túi ruột dê nửa đường đã mua không ít bỏ vào ngâm làm cái gì vậy độc tử ly rõ ràng lưu loát đáp tồn công lập tức đem đệ đệ kéo đến ba thước xa bịt mũi để phòng nhìn chằm chằm chậu rửa mặt tử ly khóe miệng run rẩy nhìn hai người bọn họ nói ta lại chưa nói cái này là độc các ngươi trốn xa như vậy làm gì? Này chẳng qua là túi dùng để giấu độc, tồn công có chút xấu hổ buông ra tồn thủ. Này là túi, cái bọc kia chính là độc gì? Tồn thủ rất tò mò hỏi, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua có người dùng túi ruột dê giấu đồ. Nhìn lại xong bào thai đang vây lên thần tình kinh ngạc, tử ly đắc ý cười cười nói, này các ngươi cũng không biết đi. Ha ha, đây chính là phát minh ám khí độc nhất vô nhị của ta, vô địch đạn đạn hoàn. Tử ly xuất ra dược phấn ngày đó mặc thủ trộm cho hắn cẩn thận từng chút thả vào nước trà, chỉ thấy dược phấn tư, một tiếng rất nhanh hóa thành dịch thể mặc lục sắc màu xanh đen. Này cũng không thể chạm, tay của ngươi nếu chạm sẽ toàn bộ nhanh chóng hư thối. Hơn nữa không thể ngăn lại, sẽ vẫn tiếp tục thối nát, thẳng đến khi ngươi biến thành một đống cho cốt. Tử ly cũng có chút nơm nớp lo sợ nói, thật không rõ cái chất ăn mòn này so với axit còn lợi hại hơn đến tột cùng là cái gì vậy. Ngày đó sau khi lấy được dược phấn, hắn liền làm một cái thực nghiệm, phát hiện nó chẳng những có thể ăn mòn cây chảo, móng vuốt gà, hơn nữa còn có thể ăn mòn gỗ, sợi, thậm chí là sắt thép, nhưng cũng không ăn mòn được gốm sứ còn có ruột dê pha rượu, tuy rằng rất không hiểu được đến tột cùng là nguyên lý phản ứng gì. Mà nhìn thấy cái ruột dê kia, tử ly không khỏi nhớ tới trò chơi mới trước đây dùng tiểu khí cầu đựng nước giả làm lựu đạn. Rồi sau đó còn có thần bí ám khi ném ra khi bị đổi giết. Tồn công tồn thủ nhìn một chén độc nguy hiểm kia, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt hỏi, vậy, vậy phải như thế nào mới có thể ngăn lại nó tiếp tục ăn mòn? Tử ly ném cho hai người bọn hắn hai thủ sáo bao tay, được rượu ngâm qua nói, đương nhiên là dùng rượu A, à, rốt nát. Làm việc, đem dược phấn hòa tan, cẩn thận một chút nha. Ta muốn cất vào muỗng. Hảo, hai huynh đệ dược dược dục thí, nóng lòng muốn thử đáp ba người ở trong phòng xem như nhà xưởng ngầm chế ra 31 quả đạn dược. Hơn nữa trên người tồn công tồn thủ còn mang theo 9 quả phích lịch đạn, tin tưởng vẫn có thể cho ba tên tiểu tử mới ra đời năng lực tự bảo vệ mình thấp này một chút an toàn bảo đảm. Cái thủ sáo các ngươi lưu trữ, nhớ rõ lúc ném đạn dược nhất định phải mang vào. Tốt lắm, ngủ đi, ngày mai còn phải chạy đi. Bọn họ thu thập xong đồ vật mò lên giường mới vừa nằm xuống, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận gõ cửa dồn dập thô bạo. Ba người kinh hồn, tiếp theo chợt nghe thấy trường quầy thờ hùng hục lên lầu gõ cửa phòng bọn họ kinh hoàng nói, tiểu tử, mở cửa nhanh, các ngươi đi nhanh đi. chương 21, chuyện gì xảy ra, tử ly vội vàng đeo nhân bì diện cụ ra mở cửa phòng, vội vàng hỏi. Cường, cường đạo, cường đạo tới rồi, các ngươi lấy tay nải mau đi thôi. Trường quầy hoảng loạn dắt bọn họ đi ra ngoài. Cái gì, Cường đảo, như thế nào sẽ có cường đảo? Ba người trường lớn ánh mắt. Ai nha, này nhất thời cũng nói không rõ, người trẻ tuổi, trước đi theo ta. Trong hầm có một con đường ngầm đi thông ra bên ngoài, các người theo chỗ đó mau chạy đi. Đoàn người vội vàng đi xuống lâu, thấy ngoài cửa lớn bị đánh đến lung lay sắp đổ ánh lửa sáng quắc, tiếng người ầm ý. Từ lão đầu, còn không mau mở cửa cho đại gia ta. Nếu không ra, có tin lửa của ta sẽ đem nơi này của ngươi tiêu dụi hay không? Một phen lớn giọng hung thần áp sát quát, mở cửa, mở cửa, lâu la phía sau phụ hòa kêu lên, đại ca, lão quỷ kia không ra, chúng ta liền phá cửa, ở đây chờ cho mốc điều sao? Đúng, phá a, à, đừng làm cho dê béo chảy, lão, lão nhân, nhìn thấy bọn họ xuống dưới, lão bản nương sợ hãi đến tay chân run run vội vàng cầm lấy ống tay áo trưởng quầy. Bọn họ cũng sắp vào được, các người cũng cùng đi đi. Tử ly chưa từng thấy qua cảnh này cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cường đảo A có thể vừa sông tới sẽ đem bọn họ giết hay không? Thật sự là xui tận nhà, mới vừa đem sát thủ đánh chạy, hiện tại lại tới cường đảo. Lúc trước cũng thử qua vài lần, bọn họ chính là hướng về phía khách nhân trong điếm mà đến, đối với chúng ta thật ra không làm gì. Các người vẫn là mau chút đi thôi, nếu bị bọn họ bắt được, không nói trước tiền tài không còn mà ngay cả người cũng sẽ bị bọn họ bắt quay về trại làm nô dịch. Trường quầy nhấc lên tấm ván cửa gỗ, cửa ngầm ngay ở phía sau hầm rượu, mau đi xuống đi. Bành, nơi cửa hầm rượu mới vừa khép lại, đám cường đạo cũng đã hoàn toàn phá cửa xông vào. Các ngươi, các ngươi không thể. Sú lão đầu cốt ngay cho đại gia ta. Các huynh đệ, lục tìm ha. À. Trên đỉnh đầu cước bộ hỗn độn đem sàn nhà dẫm lên kéo kẹt rung động ba người hãm trong bóng đêm sờ tới mức lập tức không dám lên tiếng. Bọn họ gión ra gión rén sờ soạng đến bên hầm rượu hợp lực đem nó mở ra, phía sau quả nhiên xuất hiện một cái động khẩu chỉ cần khom người liền có thể thông qua. Này có hỏa chiết mồi lửa, tồn thủ còn từ một bên đụng đến một cây đuốc, tình huống bên ngoài nghe hỗn loạn dị thường, bọn cường đạo đã muốn lục tung. Bất quá, hiện tại đã quản không được nhiều như vậy, tử ly cắn răng đi theo phía sau tồn công tồn thủ chui vào hầm ngầm ánh trăng tái nhợt lạnh lùng bể nghễ phù phục bóng đêm bất động, ngước nhìn đỉnh đầu chỉ thấy một vầng trăng mờ ảo treo cao trên màn trời, một con chim ưng bất động thanh sắc dương cánh xoay quanh, giống như người thợ săn tùy thời mà động. Bỗng nhiên, chỉ thấy nó thu thế một cái, tiếp theo giống như tên rời cung rất nhanh hướng bóng dáng thon dài đang đứng lặng ở trên gò cao kia lao xuống, mắt thấy sẽ đánh lên lại thấy nó xoát dương cánh mạnh mẽ vỗ vài cái, thân mình liền nhẹ nhàng dừng ở trên đầu vai người nọ, run rẩy run rẩy cánh vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu hướng nam nhân đang quỳ gối trước mặt chủ nhân. Chủ thượng, hết thảy đều ở trong kế hoạch, Bắc Linh Điện Hạ đã từ nơi đó rời đi. Ân, nam tử thanh lạnh ứng một tiếng, góc áo trong gió đêm bay phất phới. Nhìn khách điếm bị hừng hực tiêu đốt phía xa xa, bỗng nhiên khóe miệng câu ra một mặt cười hàm xúc không rõ. Tất tất tốt tốt, tất tất tốt tốt. Trong đám cỏ dại bỗng nhiên truyền ra động tĩnh mấy con tiểu ma tước chim sẻ kinh hoàng bay ra. Phốc phốc, thiệt nhiều cỏ. Tồn thủ vừa phun nhúm cỏ dính trên môi vừa bất mãn oán. Hắn đẩy ra đám cỏ trước động khẩu chui ra ngoài, theo sát sau đó chính là tồn công cùng tử ly. Uốn cái thắt lưng ở địa đảo đã đi không biết bao nhiêu canh giờ, ba người rốt cục lại thấy ánh mặt trời lập tức mệt đến ai thán ngồi dưới đất, hữu khí vô lực đấm đấm phần eo sắp cứng ngắc. Hiện tại chân trời đã là hừng sáng, xem ra bọn họ đích xác đã đi rất lâu, cũng không biết nơi này là chỗ nào nghỉ ngơi trong chốc lát tử ly đứng lên nói đi thôi nhìn xem chung quanh có người hay không ba người trầm mặc đi tâm tình tử ly rất hoang mang không biết tình huống của khách điếm bên kia ra sao cường đạo có thể bởi vì không cướp được đồ sẽ làm khó đại thúc hảo tâm kia hay không còn có khúc tử nó có thể hay không bị cường đạo khiên đi rồi hy vọng những người đó không cần bắt nó giết mới tốt ai xem bên kia có chiếc xe ngựa À còn có người tồn công tồn thủ bỗng nhiên chỉ vào phía trước kêu lên ngẩng đầu quả nhiên thấy một chiếc mã xa rộng lớn hoa lệ đứng ở bờ sông đằng trước một thanh niên nam tử ngồi ở trên một tảng đá lớn mái tóc đen như mực y bào nhũ sắc ngoại sao áo khoác ngoài thủy sắc gương mặt nghiêng trong tia nắng ban mai dường như càng thêm tuấn mỹ mạc thương cảnh tử ly kinh hô chương 22, bóng đêm dày đặc quanh quần toàn bộ hoàng cung điện vũ trong tòa minh tiêu điện lạnh lẽo vững trải kia lại đang hòa tỏa sáng trái ngược. Hoành húc vẻ mặt biếng nhác ngồi trên đàn mộc y trải chăn tuyết điêu, chỉ phủ đơn y huyễn sắc, cổ áo khoác ngoài hờ hững lộ ra tấm ngực màu mật ong tinh tráng, hai chân dài kiện mỹ hữu lực khoác lên trên gối thị nữ mặc cho đôi tay tuyết trắng nhẹ nhu đã qua huấn luyện mà xoa bóp. Cho dù hắn lúc này trạng thái thanh nhàn, nhưng khi thế quanh thân phát ra vẫn sắc bén đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Người nói Bắc Linh Tam hoàng tử đã táng thân trong biển lửa. Hoành Húc nhìn thị vệ quỳ gối một bên nhãn thần ám trầm hỏi. "Giả, đúng vậy, thuộc hạ đáng chết, thỉnh bệ hạ ban tội." Thị vệ buông xuống thân mình khẽ run nói, "Trước lúc cường đạo xâm nhập chúng ta cũng ẩn vào khách điếm tìm kiếm, nhưng chưa từng nhìn thấy Bắc Linh hoàng tử, vốn nghĩ rằng hắn đã an toàn chạy ra, chính là khi chúng ta ở chung quanh điều tra lại không thu hoạch được gì, cho nên vội vàng lộn trở lại khách điếm." nhưng khi đó khách điếm đã bị cường đạo hỏa thiêu. Nghe vậy, vẻ mặt hoành húc hơi hơi lộ ra uể oải, nói, một khi đã như vậy, các ngươi lại như thế nào biết được bắc linh hoàng tử đã táng thân biển lửa. Lúc ấy cường đạo canh giữ ở chung quanh đợi khách đế ếm bị thiêu hủy hầu như không còn mới rời đi, giữa lúc đó cũng không có người trốn thoát. Cho nên, hừ, chết không thấy xác, thậm chí sống cũng không gặp người các ngươi lại như thế nào khẳng định bắc linh hoàng tử lúc đó ở trong khách điếm kia lại như thế nào khẳng định hắn đã táng thân biển lửa võ đoán qua loa như thế các ngươi còn có tư cách gì đảm nhiệm chức vị hiện tại này thuộc hạ đáng chết cút xuống đi đừng để cho chậm thấy các ngươi lần thứ hai nói xong rút về hai chân lại hướng thị nữ ở một bên âm lãnh nói các ngươi cũng cút xuống đi giả dạ, bệ hạ người trong phòng lập tức kinh sợ lui ra ngoài vẻ mặt khó lường lặng im trong chốc lát, hoành húc bỗng nhiên mở miệng nói ám vệ. Nơi tầm mắt rõ ràng không có một bóng người xuất hiện một hắc y nhân quỳ một gối xuống đất. Mã xa rộng rãi dung nạp bốn người vẫn còn dư giả, tử ly thư thư phục phục ngồi ở trên nguyễn điếm, uống trà thơm cực hảo ăn điểm tâm tinh xảo. Thương cảnh huynh, thật không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp ngươi, lúc trước ngươi bỗng nhiên rời đi, ta còn tưởng rằng không bao giờ gặp lại được nữa. Ha ha, tử ly huynh, lời này nên từ ta nói mới phải. Vốn là ở bờ sông nghỉ chân một chút, ai ngờ liền gặp ngươi. Đúng rồi, tử ly huynh còn chưa giới thiệu hai vị tiểu huynh đệ này cho ta à. Mạc thương cảnh tao nhã cười nói. Tử ly vỗ chán ngượng ngùng nói, a à, đều đã quên. Nói xong, một phen ôm lấy tồn công tồn thủ ở hai bên giới thiệu, đây là tồn công, đây là tồn thủ, bọn họ là, vốn muốn nói là nhi tử, nhưng nghĩ lại Mạc Thương Cảnh đối với mình đã biết thân phận nên cũng không cần tất yếu nói dối, cho nên sửa lời nói, tiểu đệ đệ ta mới vừa nhận thức. Ha ha, thì ra là thế, Mạc Thương Cảnh cũng khẽ cười một tiếng, tiếp theo hỏi, không biết Tử Ly huynh có từng nghĩ đến nơi muốn đi. Khi Tử Ly đang do dự có nên nói cho hắn biết mình muốn đến Xích Tương quốc hay không, Mạc Thương Cảnh lại tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, ta không phải là người sợ kinh mà là người của Xích Tương. Lần này tiến đến hoàn toàn là vì sinh ý gia tộc, trước đó vài ngày bỗng nhiên thu được thư nhà thúc dục ta trở về. Nếu Tử Ly huynh vẫn chưa nghĩ ra nơi muốn đi, không bằng theo ta đến Xích Tương quốc đi, ở bên kia một là có thể tránh đi Hoàng lão đầu hung ác kia, thứ hai cũng có ta chiếu cố. Hắn nói như vậy Tử Ly đương nhiên là cầu còn không được, rất tốt rất tốt. Vậy làm phiền Thương Cảnh huynh, Tô lão đại, chúng ta đây thì sao? Tồn Công Tồn Thủ bỗng nhiên vội vàng mở miệng nói người đi xích tương chúng ta đây làm sao đúng rồi như thế nào đã quên còn có hai huynh đệ một lòng muốn gặp sở kinh vương a tử ly khó khăn suy nghĩ một trận nói không bằng các ngươi cũng đi theo đến xích tương đi vậy còn ngự trạng chúng ta muốn cáo tới xích tương làm sao cáo vậy chúng ta ngay tại nơi này mỗi người đi một ngả đi ta cho các ngươi một ít ngân lượng các ngươi cầm lá thư trước đó ta viết lên kinh tìm khánh vương ra thế nào chúng ta sẽ bị người đuổi giết. Ách, cái gì cũng không được, vậy các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hai huynh đệ mở to đại nhãn trượt tới trượt lui nháy mắt cũng không nháy nhìn tử ly cũng đang đồng dạng trợn to mắt không thèm nháy. Không bằng, hai vị tiểu huynh đệ này tốt hơn theo chúng ta cùng nhau đến xích tương, tới bên kia rồi, ta lại phái ra thần hộ tống các ngươi quay về kinh được không? Nhìn bộ dáng ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, mặc thương cảnh ngồi ở một bên mở miệng nói như thế rất tốt, rất tốt, ba người lập tức quay đầu mắt sáng quắc nhìn mặc Thương Cảnh nói. Ách, mình như thế nào lại có cảm giác bị gài một trận? mươi 23, nói đến cũng kỳ quái, từ sau ngày ấy thoát đi, dọc theo đường đi rất là gió êm sóng lặng, không có sát thủ đổi giết cũng không có cầu ra trả thù. Đoàn người của bọn họ một đường nhắm hướng đông mà đi, bảy ngày sau liền ra khỏi sở kinh vào biên giới xích tương. Ngày hôm đó, xe ngựa đi tới một phố xá náo nhiệt ở xích tương tử ly đẩy ra một góc mảnh nhìn phía ngoài cửa sổ bên ngoài cảnh tượng phồn hoa người hành tàu trên đường mặc kệ nam nữ già trẻ đều là trang phục hoa lệ mỗi người trên mặt đều một bộ dáng vui sướng tử ly thấy thế không khỏi tò mò hỏi thương cảnh huynh này là nơi nào vì sao náo nhiệt như thế nghe vậy mặc thương cảnh cũng tiến lên nhìn phố xá bên ngoài nơi này là hạm đạm thành hôm nay chắc là sinh thần của hạm đảm tiên tử. Tử ly không nghĩ tới mà thương cảnh sẽ bỗng nhiên tiến lên, phía sau có một cỗ hơi thở đặc biệt mát lạnh vây quanh hắn, nhiệt khí khi nói chuyện phun đến sau tai cũng làm cho lưng tử ly một trận phát ngứa, e hèm. Mạc thương cảnh tựa hồ cũng không chú ý tới tư thế hiện tại của bọn họ có cái gì không ổn, vẫn đang kiên nhẫn giải thích, tương truyền thật lâu trước kia, nơi này chỉ là một cái thôn trang nhỏ, mà trong thôn có một cô nương mỹ lệ, nàng thực cần cô cũng thực thiện lương một ngày nàng đến bờ sông giặt áo thủy yêu trong sông nhìn thấy muốn đem nàng về nhà nhưng cô nương kia cự tuyệt thủy yêu rất là tức giận vì thế hắn lên tiếng nói nếu không đáp ứng vậy hắn liền dâng lũ đem thôn trang nhấn chìm cô nương không muốn các hương thân của nàng bị thương tổn cho nên đành phải đáp ứng bất quá nàng yêu cầu thủy yêu ngày sau phải điều hành tốt nước sông chung quanh thôn không thể phá hư hoa màu của hương thân nhưng lúc gặp hạn phải cung cấp đủ nguồn nước cho hương thân thủy yêu đáp ứng cho nên thôn trang về sau vẫn mưa thuận gió hòa, cuộc sống thôn dân tốt đẹp. Bởi vì nàng thích hạm đạm hoa sen cho nên mọi người đem thôn danh sửa thành hạm đạm thôn, còn nàng thì được gọi là hạm đạm tiên tử. Hàng năm tới thời điểm sinh thần của nàng đều sẽ vì nàng khai yến chúc mừng. Nga, thì ra là thế, tồn công tồn thủ không biết từ khi nào cũng đã ghé vào một bên nghe tới nhập thần, đồng thời một bộ dáng giống như hiểu rõ điểm đầu nói. Ách, cái kia, không biết sinh thần tiên tử có ăn mì trường thọ hay không nha. Ha ha, tử ly theo khe hở lắc mình đi ra nói. Vừa nghe tử ly nhắc tới, bụng tồn thủ bỗng nhiên thoáng vang lên thầm thì, ca, ta đói bụng. Hắn nhìn tồn công chớp chớp mắt nói, tô lão đại, bụng của ta cũng đói. Tồn công cũng nháy nháy mắt nhìn tử ly nói, thật sự là chậm trễ, hiện tại đã là buổi trưa, không bằng mọi người đi dùng bữa trước rồi lại chạy đi. Mạc thương cảnh tiếu dung ôn hòa nói. Trong tử lâu, khách nhân đến từ Đại Giang Nam Bắc gom lại một chỗ dùng cơm, thời điểm trà dư tử hậu nói chuyện phiếm tự nhiên sẽ nghe được hoặc là nhìn thấy bát quái tin tức nhằm tăng thêm tư vị nhàn hạ. Các người nghe có nói không? Nghe nói cái gì? Chính là Bắc Linh Vương A, nghe nói đã ốm đau trên giường, chỉ sợ không bao lâu sẽ đi về cõi tiên. Thật hay giả, chỉ sợ là tin vỉa hè đi. Này, ta lừa ngươi làm gì, ta có một bằng hữu làm người hầu trong hoàng cung bắc linh hắn đưa tin tức có thể giả sao nếu thật sự là như vậy vậy bắc linh vương vị không phải rơi vào tay đại hoàng tử sao ta nghe nói vị hoàng tử kia tính tình táo bạo thủ đoạn tàn nhẫn tử ly huynh tử ly huynh a à, tử ly rốt cục cũng đem lỗ tai dài thu hồi vội vàng đáp làm sao vậy nga không a à, tồn công đâu ca sử mau sử ca đi mao xí tồn tù miệng chứa thức ăn hàm hồ nói. Nơi này ly kinh thành cũng không xa, mọi người đã nhiều ngày chạy đi vậy hẳn là rất mệt nhọc, không bằng chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ tạm một ngày, sáng mai lại đi. Huống hồ ta ở trong này cũng có một gian trạch tử, nhà ở. Tử Ly Huynh cho rằng như thế nào? Mạc Thương Cảnh nhìn Tử Ly hỏi. Cũng tốt, vậy quấy dày. Tử Ly không có dị nghị gì đáp ứng. Dù sao mình cũng thoát ly phạm vi nắm giữ của Hoàng đế, huống hồ cũng không thấy truy binh nào tới bắt người, tử ly cũng vui vẻ đến tiêu diêu tự tại, đến chỗ nào cũng không sao cả. chương 24, phòng tử của cổ nhân rộng lớn đều dùng cấu tạo hình ốc, nội trí đình đài lầu các, hành lang gấp khúc và cùng kiểu cầu hình vòm, liễu huyền hương kính, liên tiếp quanh những khúc rẽ lóe lên ánh bạc của lưu thủy. Kiến trúc của thời không này cũng không thoát khỏi khuôn giá đại thể, cho nên vị trí tư trạch này của mạc thương cảnh cũng cùng tô châu lâm viên có hiệu quả tô vẽ như nhau. Nghình đón bọn họ chính là lão quản gia niên kỳ hơn bán bách 50, sống lưng đĩnh đạc thẳng tắp, bộ dáng nghiêm túc đến dọa người, nhưng khi đối mặt với mạc thương cảnh thì biểu lộ trong mắt lại tuyệt đối phục tùng cùng cung kính. Nhìn chung quanh một đám gia phó đồng dạng bất cầu ngôn tiếu, không nhiều lời tử ly cảm thấy cả người đều là áp lực bất an, kỳ thật không chỉ hắn có loại cảm giác này, mà ngay cả tồn công tồn thủ luôn luôn hoạt bát hiếu động lúc này cũng là không rên một tiếng, bọn họ nhắm mắt theo sát ở phía sau đuôi tử ly bộ dáng sợ hãi giống như lại nhớ tới lúc bắt đầu tử ly sẽ bỗng nhiên bỏ lại bọn họ đào tàu. Tử hồ nhìn thấu bất an của ba người bọn họ, mặc thương cảnh ôn hòa khẽ cười nói, chắc là quản gia ngày thường yêu cầu nghiêm khắc một chút, nhưng bọn họ cũng không ác ý. Ách, ân, bị chủ nhà nói chung tâm lý tử ly đành phải xấu hổ cười cười. Vẻ mặt của mình thực sự rõ ràng như vậy sao? Hắn không tự giác sờ sờ nhân bị diện cụ bên ngoài mặt thầm nghĩ. Mạc Thương Cảnh tự mình dẫn bọn họ đến sương phòng đêm nay nghỉ tạm nói, tử ly huynh ngủ ở nơi này, hai vị tiểu huynh đệ ngủ ở hai bên cạnh. Các người không cần câu nệ, có cái gì cần cứ việc hướng bọn họ phân phó cũng được. Vậy quấy dày, Thương Cảnh huynh, tử ly chắp tay nói. Nào có, các người trước hết nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến vãn thiện bữa tối sẽ có người tới gọi các ngươi. Ca, ta không muốn một mình ngủ ở một gian, ta muốn cùng ngươi ngủ đợi mạc thương cảnh đi rồi, tồn thủ lập tức nắm ống tay áo tồn công nói. Tồn công không nói gì xem như ngầm đồng ý, chỉ bất quá hắn bỗng nhiên quay đầu hướng tử ly nói, tô lão đại, ta cảm thấy được những người đó là lạ. Ân, tồn thủ vội vàng đồng tình cùng gật đầu, tiếp theo như có chuyện lạ nói, quanh thân bọn họ là sát khí. Xì, tử ly phì cười, gõ đầu tồn thủ nói, người tiểu thí hải biết cái gì là sát khí. Tử Ly tuy rằng cũng hiểu được không được tự nhiên, nhưng tuyệt không giống tổn thủ nói nghiêm trọng như vậy. Cái gì tiểu thí hài, ta đã 12 tuổi rồi, tổn thủ gân cổ không cam lòng nói. Hảo hảo, người không phải tiểu thí hài, tử ly không muốn cùng tiểu quỷ chấp nhật, không cùng các ngươi nói, ta muốn vào phòng. Quay người đẩy ra cánh cửa xương phòng, bên trong bố trí thập phần thanh nhã rất khác biệt, tử ly vừa lòng quảng cục nợ, vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy bên ngoài vài gia phó mang theo Thủy Dũng đi tới trước cửa. Công tử, thiếu gia dặn chúng ta chuẩn bị nước cho ngài mục dục tắm. Tử Ly cũng đang muốn tẩy rửa, chỉ là không nghĩ tới mặc thương cảnh lo lắng chu đáo như vậy, cho nên hào cảm đối với mặc thương cảnh không khỏi lại tăng thêm vài phần. Hết dậy nổi, đến bữa tối chỉ có mặc thương cảnh, Tử Ly cùng tồn công tồn thủ bốn người. Tất cả mọi người là người quen cho nên cũng không câu nệ, trên bàn tiệc tử ly còn uống ngay mấy chén hoa nhưỡng quên mất tên kêu là gì nhưng hương vị rất ngon, vốn là sợ say không dám uống, nhưng sau khi nhìn tồn tủ ực một hơi liền thích đến không ngừng được chén, xuất phát từ tò mò cũng nếm thử một chút, hương vị tinh thuần ngon miệng cũng không có cay chát như mê tửu, cuối cùng cũng nhịn không được uống ngay vài chén, nhưng ai biết rượu này tác dụng chậm 10 phần, chờ phát giác ra thì chính mình đã đầu váng mắt hoa, thiên hôn địa truyền. Trước khi ngã xuống ấn tượng cuối cùng chính là gương mặt của mạc thương cảnh một phân thành hai, miệng hé ra hợp lại đang nói gì đó. Trước mắt mông lung đung đưa bóng dáng một người cao lớn, một đôi tay với khớp xương thon dài đang vén lên sa mạn như xương khói trước giường, một cỗ hơi thờ quen thuộc liền bao phủ dày đặc ở phía trên, cho dù mí mắt không chống đỡ nổi sự trầm trọng nhìn không thấy tình huống trước mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của đối phương đang lướt ở trên người mình bàn tay to lớn chậm chậm xoa lên mặt mình, từng cái vuốt ve khi khinh, nhẹ khi trọng, nặng mơ hồ, tiếng thở dốc phía trên cũng dần dần trở nên ồ ồ. Nhưng thân thể không thể động đẩy, hoặc có lẽ căn bản cũng không muốn nhúc nhích. Sức nặng của đối phương đè lên ở trên người, vật thể phun nhiệt khí ướt át cũng kéo rừng ở trên mặt, bên miệng, cuối cùng là đôi môi, thô bạo đoạt lấy, chằn chọc, mút vào, tiếng vang, sách sách, nghe vào trong tai chính mình chẳng những không có cảm giác ghê tờm ngược lại cảm thấy được phiến tình vô cùng. Cái hôn của đối phương từ đôi môi kéo dài tới cổ, tiếp theo ở trước ngực không biết từ khi nào đã lõa lồ ra của mình tả hữu xoa nắn. Tay của đối phương cũng từng chút bỏ đi y phục trên người mình, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện hai người sớm đã lộ ra tương đối, tứ chi dính sát vào nhau như là thủy thảo, bèo rong, dây dưa trong nước, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cùng hô hấp lẫn nhau. Ân, tiếng rên rỉ nhỏ vụn nhịn không được thốt ra ha ha, thoải mái sao? Một từ âm khàn khàn ở bên tai nhẹ cười nói. Ân, cảm giác mình tựa như một con miêu biếng nhác dưới ánh mặt trời. Đối phương tựa hồ hết sức hài lòng tự giác lướt lên đôi chân dài ở phần eo, hắn lại là khinh a một tiếng, tiếp theo bàn tay nguyên bản dán ở trên mặt vuốt ve bất ngờ hoạt hướng đồn biện, mông, tròn trịa như cánh hoa, khẽ nâng lên, sau đó vũ khí để ngay nhập khẩu liền đỉnh về phía trước một cái. Đột nhiên mở to mắt, chống lại trước mắt là gương mặt tà mị giống như ma vương khiến mình tránh không kịp. chương 25, A, à, tử ly cả kinh quát to một tiếng từ trên giường bật dậy, mồ hôi thấm đầy trên trán ban đêm phiếm nhiều điểm thủy quang mơ hồ. Khẩn trương nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỉ có một chút ánh trăng yếu ớt xuyên thấu qua cửa sổ rót vào, bóng cành trúc cao gầy loang lổ lay động trên đất. Này làm sao có bóng dáng hoành húc, mới vừa rồi rõ ràng là một hồi ác mộng. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tử Ly vỗ vỗ ót có chút đau nhất, đã nhớ không rõ chuyện phát sinh sau khi say. Mình là như thế nào trở lại trong phòng? Nội sam thâm ướt khó chịu dính sát làn da, yết hầu cũng khô khốc phát đau. Sờ soảng đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một ly trà nhuận nhuận hầu. Vừa nghĩ tới cơn mộng không biết nên quy kết là mộng xuân hay là quy kết thành ác mộng vừa rồi, gương mặt từ ly liền một trận nóng ran. Mọi người đều nói, ngày có suy nghĩ đêm mới nằm mộng, nhưng mình chưa từng nghĩ tới cùng với biến thái hoàng đế làm cái loại chuyện biến thái này vì cái gì lại đột nhiên hơn nữa trong mộng mình vẫn là tha thiết chờ mong như thế ác từ ly ảo não đấm đấm sọ não lại rót một ly trà cảm giác vẫn là nhiệt đến khó chịu đơn giản đứng lên mở ra cửa phòng đi ra ngoài lúc này là giữa hè nhưng nhiệt độ ban đêm so với ban ngày hiển nhiên mát mẻ hơn rất nhiều đình viện tích tụ nguyệt quang gợn như nước bóng cây theo gió đêm hơi hơi nhộn nhạo lần lượt thay đổi. Đầu óc nguyên bản còn có chút choáng được gió phất qua một cái, nhất thời trở nên thanh tỉnh hẳn lên. Tử ly lửng thưởng đi xuống bậc thang, dọc theo lối hẹp hướng đến lương đỉnh cách đó không xa. Vừa mới chuyển qua sơn giả, bỗng nhiên phát sát trên mặt đất xẹt qua một đạo điều ảnh, ngẩng đầu nhìn, quả thực thấy trên không đang xoay quanh một con điều to giống như ưng, thật lâu không có ý muốn rời đi, tựa hồ là nuôi trong nhà. Đúng lúc này, chỉ thấy nó thẳng tắp lao xuống chui vào tầng tầng đình viện không có tung tích. Ngày thứ hai, tử ly vẫn là ở trên giường đến thái dương nhô lên cao, khi mở ra cửa phòng, sớm thấy có vài người hầu đang mang dụng cụ tẩy xuyến, vệ sinh hàng ngày, đứng ở cửa. Ngược ngùng rửa mặt trải đầu xong, tử ly mới phát hiện hai tiểu quỷ tồn công tồn thủ giống như so với mình còn thức trễ hơn, chạy đến cách vách gõ cửa phòng bọn họ, đợi cả buổi tồn công mới xuống giường mở cửa. Các ngươi cũng quá mê ngủ đi, ta đều đã tỉnh dậy. Tồn công ngáp dài nói, tối hôm qua tồn thủ uống rượu, vừa phun vừa nháo, thật vất vả mới ngủ được, bây giờ còn chưa tỉnh à. Có lầm hay không, tử lượng như vậy cũng đòi uống, tử ly bày ra bộ dáng lão đại ca giáo huấn. Tồn công vừa nghe, nhờ mắt suy nghĩ nói, cũng không biết tối hôm qua là ai gặp người liền hôn, hồ nháo thành như vậy hiện nay lại chảy tới giáo huấn tồn thủ nhà ta. Ngươi! Người nói cái gì? Tử ly trừng lớn ánh mắt xem xét tồn công cực độ bao che khuyết điểm người nhà nói. Ai, ai gặp người liền hôn? Còn có ai? Không phải là ngươi sao? Đem mà công tử người ta áp đến trên mặt đất thoa đầy mặt nước miếng. Làm hại tồn thủ cũng đi điên theo. Được rồi, không cần quấy giày tồn thủ ngủ. Mà công tử nói buổi chiều lại chạy đi, ta còn chưa ngủ đủ nha. Nói xong đem cửa phòng đóng lại, lại chạy về trên giường tử ly thần tình đỏ bừng, trước không cùng tiểu quỷ này so đo thái độ ác liệt với hắn, chỉ nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua mình ôm mặc thương cảnh cuồng hôn liền đầu tràn đầy huyết. Thiên, thiên a, à, vì cái gì mình lại có tật xấu sau khi uống rượu như vậy? Về sau, về sau không bao giờ uống rượu nữa. Buổi chiều ngồi ở trong xe ngựa, tử ly vẫn trốn tránh không dám cùng mặc thương cảnh có ánh mắt gì tiếp xúc. Tồn thủ tựa lên gối ca hắn ngủ say xưa, Tồn công cũng mơ màng ngủ. Thanh tỉnh chỉ còn tử ly xấu hổ đối diện cùng mạc thương cảnh. Tử ly huynh có gì không khỏe hay không? Mạc thương cảnh lại thật ra không có việc gì dò hỏi. Khụ khụ, không, ta tốt lắm, làm phiền lo lắng. Tử ly ngồi nghiêm trình nhìn chằm chằm song xa, màn che cửa sổ phiêu phiêu lắc lắc đáp. Mạc thương cảnh cười cười, lúc sau lại trầm mặc. Tử ly nghĩ nghĩ, cảm thấy được hành vi của mình thật sự rất không quân tử ăn xong đậu hủ của người lại vờ như không biết, nói như thế nào cũng phải tỏ vẻ xin lỗi một chút đi. Lấy khoe mắt trộm liếc mặt thương cảnh một cái, phát hiện y đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình, mặt nhịn không được nổi lên một dạng mây đỏ. khụ khụ cái kia, thương cảnh huynh, tối hôm qua thật sự là thất lễ. Tử ly đành phải kiên trì chắp tay nói. Ha ha, không ngại. Mạc thương cảnh tươi cười khoát tay nói, tử ly cũng xả miệng cười, vì đánh vỡ phần xấu hổ này, Tử Ly bỗng nhiên chuyển hướng đề tài hỏi, đúng rồi, ta tối hôm qua giống như nhìn thấy có một con ưng bay vào trong phủ, có phải là thương cảnh huynh dưỡng không? Mạc thương cảnh nghe vậy thoáng ngừng một chút, lập tức tươi cười không thay đổi nói, đúng vậy, kia thật là chim ưng ta dưỡng. Nga, trách không được, lúc trước cũng đã được nghe nói loài chim bay như vậy, chính là vẫn chưa từng gặp qua, không biết hôm nào có thể hữu hạnh nhìn xem. Tử Ly rất là tò mò lại có chút tiếc hận nói kia dễ dàng, ta hiện tại gọi nó đến. Nói xong, mạc thương cảnh từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu tiêu tử ngân chế còi bạc nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo sốc lên màn tử, chẳng bao lâu chim ưng kia liền lượn tiến vào vững vàng rừng ở trên cánh tay y. Chỉ thấy chim ưng kia toàn thân dài chừng 30 tới 50 thước. Thân trên màu xám, lông hắc nâu có văn đốm, đỉnh đầu hắc nâu, sau cổ toàn một màu trắng má, hầu màu trắng, lông cánh hắc nâu, đuôi đạm nâu, toàn bộ vùng hắc nâu đều có đốm khung phần thân thể phía trước từ cổ đến bụng phần bụng màu vàng nhũ dần dần kéo dài xuống màu nâu nhạt dày một màu hắc nâu nhạt mỏ màu lam xám phần đỉnh biến thành đen chân màu vàng trong mắt nâu đen sáp màng màu vàng ánh mắt sắc bén bộ dáng ngạo mạn đến cực điểm nhìn từ ly hảo thật khá a à. ta có thể sờ sờ không có thể mạc thương cảnh đưa cánh tay hướng ra tử ly thật cẩn thận vươn bàn tay ra chạm lên chán nó, chim ưng diễu cật nhìn chằm chằm tay tử ly xem xét một trận, sau đó miễn cưỡng nhắm lại hai mắt trong suốt. chương 26, trong cung điện rộng lớn, ở vị trí ngày thường nô tài tỷ nữ nên đứng lúc này lại bị sắp xếp một loạt khung cửa khắc hoa chiếm cứ. Điện thính trống rỗng chỉ có mấy lương trụ sơn son cùng sa liêm vô lực phấp phới. Bắc Linh Vương nằm ở trên long sàng đối diện với trên đỉnh nghĩ ngợi đến thất thần, nhãn thần thanh minh giờ đây không có nửa điểm trầm đục do sinh mệnh đe dọa. Bỗng nhiên, trước đại môn tầm cung rộng mở, dương quang trói lọi không kim nề gì soi đến chăn đệm nằm dưới đất, đem đại sảnh nguyên bản quá mức u ám chiếu đến sáng sủa trói mắt. Bắc Linh Vương tựa hồ đối với người tới rõ ràng làm càn không hề sở giác, hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn một điểm trên không trung, chẳng qua ánh mắt đã là một mảnh mờ mịt không còn thanh minh như mới vừa rồi. An Cần Lạc chậm rãi đi đến bên giường nhìn xuống Bắc Linh Vương tuổi già sức yếu. Phụ Vương, Long Thể An Khang, hắn nghiêm trang làm cái thỉnh an, nhưng bên miệng lại lộ ra một mặt cười âm hiểm đắc ý. Đối với lão quân Vương ngoảnh mặt làm ngơ, An Cần Lạc không chút nào để ý sờ sờ cầm, tiếp theo ngồi ở bên giường nhìn Bắc Linh Vương tựa hồ đối với ngoại giới đã không biết chút gì nói, bệnh của Phụ Vương vẫn làm cho cuộc sống hàng ngày của Nhi Thần khó thư thái hôm nay nhìn thấy khí sắc phụ vương cũng không phải tệ, xem ra ngự y này cũng không phải chỉ có hư danh. a à, đúng rồi, phụ vương luôn luôn ở tầm cung nói vậy cũng sẽ không thu được tin tức xấu tam hoàng đệ mệnh vận bất hạnh đã bỏ mình đi. Ai, thật đúng là chất tử đáng thương nha, vừa ra đời mẫu phi liền khó sinh mà chết, năm tuổi lại bị đưa đến biệt quốc làm chất tử. Bây giờ còn bị cường đạo hỏa thiêu đến ngay cả cho cũng chưa lưu lại. Ai, cần du hoàng đệ hắn tráng niên mất sớm, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc nha. An Cần Lạc vẻ mặt giả mù sa mưa nói, nếu hắn ngoan ngoãn đứng ở trong hoàng cung sở kinh, tuy rằng kia cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, nhưng ít nhất có thể đợi cho phụ vương chuyên phái sử hòa đoàn đi cứu nha. Phụ vương ngài nói là có đúng không? Ai nha, khả hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, tam hoàng đệ không còn. Như vậy còn lại cũng chỉ có đại hoàng tử ta đây có thể kế thừa giang sơn an thị của phụ vương. Phụ vương xin yên tâm, sau khi ngài đi về cõi tiên, nhi thần nhất định sẽ hào hào quản lý tốt giang sơn Bắc Linh, sẽ không để cho ngài thất vọng. Bắc Linh vương sắc mặt một trận trắng bệch, các cơ trên mặt khó có thể khống chế mà run rẩy. hắn cứng ngắc mà đem đầu chuyển ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nghịch tử đang đắc ý vô cùng ở trước mặt. Phụ vương vì sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn nhi thần, hay là nhi thần nói sai rồi sao? Phốc, Bắc Linh Vương rốt cục nhịn không được phun ra một búng máu. An Cần Lạc lạnh lùng nhìn Bắc Linh Vương trên giường bắt đầu tay chân run rẩy. Đại, đại điện hạ, hoàng thượng hộc máu, nô tài, nô tài có thể thỉnh ngự, ngự y đến hay không? Lão thái giám đã ở bên người Bắc Linh Vương hầu hạ hơn 30 năm nằm úp sấp quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ khẩn cầu. An Cần Lạc âm ngoan liếc lão một cái, một cước đạp ở trên lưng của lão nghiền động nói, thật là một tiện nô tài đủ tận trung. Muốn mời ngự y, vậy từ nơi này bò đến ngự y quán thỉnh đi ha 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 ha, tùy chân đá một cước, hắn ngang ngược cười lớn phất tay áo đi ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, lão thái giám mới vội vàng đi đến bên long sàng nâng dậy Bắc Linh Vương đã xanh cả mặt, hoàng thượng, ngài dáng gượng, lão nô cái đi thỉnh ngự y. Mục quang Bắc Linh Vương một mảnh đỏ đậm nắm trụ lấy tay lão nói không, không nên thỉnh, đám người đó đã bị ác đồ kia thu mua, đến xem cũng là vô dụng, người phải bằng mọi cách ra cung, đến ngụy thần tướng quân phủ thông chi đại công tử của hắn, nói chấm bị ác đồ kia cầm tù trong lăng phi cung, nhượng ngụy thần tướng quân cấp tốc quay về kinh. Giả, giả, hoàng thượng, lão nô nhất định không nhục sứ mệnh. chương 27, một tháng, tử ly trong hành trình đào vong một tháng sau rốt cục như nguyện tới được kinh đô xích tương quốc, lâm vào tâm tình kích động cảm thấy khó nói thành lời, cảm giác bản thân mình an toàn lại có thêm một ô dù chắc chắn, cho dù hoành húc là hoàng đế cũng không làm gì được mình chẳng lẽ hắn còn dám minh mục trương đảm can đảm ngang nhiên chạy đến nơi đây tới bắt người. Hu, sa phu buộc chặt dây cương, chủ thượng, phủ đệ tới rồi. Thân thủ lưu loát nhảy xuống xe ngựa tiếp theo cung kính vén lên mảnh tre. Tử ly trừng lớn ánh mắt nhìn thâm trạch đại viện, nhà cao cửa rộng trước mặt, chủ yếu nhất là trường mắt nhìn khối kim bài trên cửa chính. Vương phủ, tồn thủ lấy tay chỉ hai chữ chậm rãi đọc. Tồn công nhìn thấy tử ly sắc mặt không tốt vội vàng giật nhẹ ống tay áo đệ đệ ngăn lại lát nữa hắn nói ra những lời châm thêm dầu gì đó. Mạc thương cảnh có chút khó hiểu nhìn hành động bọn họ, quay đầu lại liền phát giác tử ly vẻ mặt trầm tĩnh đứng ở tại chỗ. Mạc thương cảnh kỳ quái hỏi, tử ly huynh, đã xảy ra chuyện gì? Nga, không có việc gì, tử ly miễn cưỡng cười nói, chính là thái độ thản nhiên xa cách như ban đầu nguyên bản chính là vì muốn thoát khỏi quan hệ dây dưa không rõ giữa thân thể này cùng hoàng thất cũng không nghĩ đến thoát đi một tên hoàng đế hiện tại lại gặp một tên vương gia thân phận chất tử mẫn cảm lẫn xấu hổ này làm cho tử ly nhận thức được cùng bất cứ thành viên hoàng thất của một quốc gia nào dính vào quan hệ đều là không sáng suốt mạc thương cảnh tự nhiên cũng đã nhận ra tử ly không vui hắn trầm ngâm trong chốc lát bỗng nhiên thành khẩn nói nếu là chuyện ta che giấu thân phận của mình làm cho tử ly huynh không vui vậy thật sự là ta không đúng lần đầu gặp mặt liền có ý niệm cùng tử ly huynh thâm giao nhưng lại sợ nói ra thân phận của mình làm cho chúng ta sinh ra ngăn cách cho nên chỉ có thể giấu mà không nói thật sự là xin lỗi hy vọng tử ly huynh không xa cách với ta mạc thương cảnh vẻ mặt chân thành khẩn thiết lại hơi bất an làm cho tử ly cũng không ngăn được trách bản thân mình không biết phân biệt người ta đường đường một vương gia hạ mình cùng ngươi kết giao giúp ngươi chạy nản trên đường hướng người chiếu cố có thừa, hiện tại cư nhiên đối với người trương ra cái mặt thối. Huống chi mình cũng không phải đang che giấu thân phận dịch dung vịn lấy người ta hết ăn lại uống đó sao. Nghĩ vậy tử ly không khỏi lòng tràn đầy áy náy, đặc biệt khi nhìn thấy mà thương cảnh vẫn đang vẻ mặt không yên chờ đợi mình trả lời, áy náy lại tăng thêm một bậc. Thương cảnh huynh, dọc theo đường đi nhận được chiếu cố của ngươi, tử ly thật sự là vô cùng cảm kích, khó được thương cảnh huynh muốn xem ta như bằng hiểu ta lại cô phụ một mảnh thành tâm của ngươi. Tử Ly thật sự là không biết phân biệt, Tử Ly hơi đỏ mặt chắp tay nói, "Huống hồ, huống hồ ta cũng không phải không có chuyện giấu giếm. Ta, ta bộ dáng hiện tại chỉ là dịch dung, cũng hy vọng Thương Cảnh huynh không lấy làm phiền lòng." Mạc Thương Cảnh nghe vậy tựa hồ ngẩn người, lập tức tươi cười rạng rỡ đi lên ấn tay Tử Ly nói, "Tử Ly huynh nói quá lời. Quân tử chi giao ở chỗ chân thành." nếu đều đã thẳng thắn tương cáo nói rõ vậy giữa ngươi và ta làm sao còn khách khí như vậy tử ly cười gật đầu xương phải trong phủ cơ thiếp người hầu sớm đứng ở cửa đợi đã lâu người hầu còn đợi nhưng thật ra chúng cơ thiếp nhìn thấy vương gia nhà mình ôn tình thắm thiết lôi kéo một nam tử mãn tai thanh tu má đầy dâu đen đàm tiếu yên yến vui vẻ trong lòng rất ghen tuông buồn bực một đống tầm mắt nữ nhân tìm tòi nghiên cứu làm cho tử ly thập phần khó chịu đặc biệt là khi mình khôi phục thành bộ dạng nguyên lai để gia đình dẫn đi đến chủ thính nhà chính dùng bữa. Sau khi chuyển qua một đảo hành lang dài, tử ly một phen nắm áo tồn thủ ở phía trước đem hắn kéo đến hung tận hỏi, người nói, bộ dạng của ta có phải hay không rất giống nam sủng. Ách, muốn nghe nói thật hay là nói dối, tồn thủ nghiêm trang hỏi, đương nhiên là, lời nói dối, không giống, một chút cũng không giống. Tử ly nhụt chí gục đầu, trưởng thành như vậy cũng không phải là lỗi của ta. Tôn thủ tỏ vẻ lý giải vỗ vỗ vai hắn. Ba người còn chưa đi đến chủ thính liền có một người hầu chạy tới cung kính hữu lễ nói, thật sự là xin lỗi, tử ly công tử. Vương gia bị hoàng thượng chiêu vào trong cung, xem ra nhất thời cũng không thể trở về, không thể cùng ba vị cùng nhau dùng bữa tối. Vương gia làm cho nô tài hướng tử ly công tử cùng hai vị tiểu ca chịu tội. Vô phương, vô phương, vương gia thật sự là nói quá lời. Tử Ly khoát tay nói. Vương gia còn nói, nếu công tử không muốn ở chủ thính dùng bữa, có thể cho các nô tài chuyển qua trong xương phòng. Vậy, làm phiền, Tử Ly suy nghĩ một chút nói. mươi 28, liên tiếp mấy ngày, Tử Ly cũng không nhìn thấy bóng dáng mạc thương cảnh. Tại cái nơi sinh địa không quen này, huống hồ lại là dưới tình huống ở nhà người khác làm khách, Tử Ly cũng mất hết hứng chí ra ngoài đi dạo phạm vi hoạt động lớn nhất chính là ngồi ở trước hoa viên của biệt viện, mà hoạt động giải trí chủ yếu chính là ngồi ở lương đình bên ao sen câu cá. So sánh với tử ly đang chán đến chết, hai tiểu quỷ tồn công tồn thủ kia lại suốt ngày thượng lùi hạ lùi, dựa vào hai gương mặt tiên đồng giống nhau như đúc mà đánh lừa cơ thiếp tỷ nữ vương phủ chúng chiêu hàng dạp, dụ đến khiến trung mỹ nữ mấu tính bản năng làm mẹ đại phát, vây quanh hai tên tiểu quỷ kỹ thuật vờ tinh khiết lương thiện đã tới mức lô hỏa thuần thanh cao thâm. Chuyên nghiệp kêu lên công nhi thủ nhi cũng không ngại ngứa răng. Tử ly thực hoài nghi, hai tiểu quỷ kia có phải đã đem chuyện mình phải về Bắc Linh cáo ngự trạng ném tới ngũ hành sơn rồi hay không? Tử ly vẻ mặt thâm trầm sờ sờ cái cầm trơn bóng, mình không phải là bị lừa. Hai tiểu quỷ kia nào có nửa điểm bộ dáng người nên cáo ngự trạng. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nói qua phải cáo ngự trạng gì, cũng không có nói qua phụ mẫu cùng gia hương của mình. Mấy vấn đề này rất có vấn đề ngày khác phải hảo hảo đề ra nghi vấn. Cần câu trong tay bỗng nhiên kéo kéo, có cá mắc câu. Tinh thần tử ly thoáng chốc phấn chấn, vội vàng ngồi thẳng thân mình nắm chặt cây trúc kéo trở về. Ta như thế nào, như thế nào kéo không nhúc nhích nha. Đợi đã, nhất định là cá lớn. Tử ly nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cần câu đã công thành trạng thái hình cung, thả ba ngày mới có cá mắc câu. Nói như thế nào lão tử cũng phải đem ngươi lên. Tử Ly run run đứng ở ngoài rào chắn, vươn tay hướng đến đầu dây câu buộc thẳng tắp, mắt thấy đầu ngón tay còn kém chút sẽ chạm được, hắn tiếp tục vươn thân mình về phía trước, tình hình liền phát sinh trong nháy mắt, chỉ thấy dưới chân hắn vừa trượt, thân mình không bị khống chế ngả về phía hồ sen. A, à, Tử Ly kinh hãi, hai tay vung loạn kêu lên. Đang lúc hắn cho là mình sẽ có kết cục ba thước rơi vào nước thì chợt thấy bên hông căng thẳng, phía sau lưng dán vào trong ngực một người, khoảng cách cùng mặt nước cấp tốc rời xa ở giữa không trung xoay tròn một vòng còn chưa có phục hồi tinh thần lại đã vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Như thế nào không cẩn thận như vậy, một đạo thanh âm ôn hòa lại hơi oán trách ở bên tai nói. Tử ly lang lang quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ nhu hòa của mạc thương cảnh, mày kiếm nhập tấn khẽ nhíu, đôi mắt dưới hàng mi tĩnh lặng như ưu tuyển chiếu ra bóng dáng của mình, ưu tuyển vô phong vô động. Một viên đá lại có thể kích khởi ngàn tầng lãng sóng có thể nào không khiến người chìm đắm trong đó. Đến lúc Tử Ly xoay đầu từ trong tiếng tim đập phục hồi tinh thần lại mới phát hiện hai người vẫn lấy loại tư thế ái muội mà ôm. Kích động thối lui vài bước, Tử Ly xấu hổ hướng Mạc Thương Cảnh cười nói cám, "Cám ơn." Mạc Thương Cảnh thần tình thoáng mất mát từ trong mắt chợt lóe qua, lập tức không giấu vết khôi phục thành cái cười khẽ ấm áp, "Tử Ly huynh sao lại khách khí như vậy?" "Nga, nga." Tử Ly ngượng ngùng sờ sờ chót mũi, "Đã nhiều ngày ta đều ở hoàng cung không thể trở về." nghe quản sự nói từ ly huynh vẫn ở trong này không đi ra ngoài, không bằng thừa dịp hôm nay trời trong nắng ấm chúng ta cùng đi vùng ngoại ô kỵ mã được không? Hảo A, à, đương nhiên Hảo, tử ly hai mắt sáng ngời, hương phấn nói, nói thực ra hắn thật là nhàm chán muốn chết, tinh không vạn lý, gió nhẹ ấm áp, phóng nhãn nhìn lại là một mảng lớn thảo nguyên đường cong nhu hòa giống như sóng biển hơi hơi phập phồng. Hai con thất hảo mã thân hình biêu tuấn cao to chuẩn một trước một sau ở dưới trời quang tung hoành ngang dọc, cơ hồ vó ngựa chân không chạm đất, vạt áo tung bay, sợi tóc phi dương phất cao, dung nhan sinh động, còn có tiếng cười sang sảng, vẽ ra hình ảnh tiên hoạt linh động không một thứ gì có thể trói buộc. Giá, giá, tử ly khoai trá phất dây cương, thúc giục ngựa hăm hờ tiến về phía trung điểm cách đó không xa. Ra, ta thắng, tử ly ha ha cười buông ra hai tay đón gió thấm mùi hương thảo kêu lên. Mạc thương cảnh đi theo sau cũng tiếu dung lộ rõ nói, thật lâu không có đến mã chàng từ ly huynh, ta tuy bại nhưng quang vinh nha. Hai người nghiêm trang ôm quyền, tiếp theo nhìn nhau cười ha hả. Ngươi là vương gia, ngày thường cho dù có người kỹ thuật cao hơn một bậc cũng không dám giành nổi bật với ngươi nha. Ha hả, tựa hồ là vậy, bọn họ dắt cương ngựa, vó ngựa vui thích dẫm lên đám cỏ xanh, hai người không nói gì, chỉ lặng lặng hưởng thụ sự tĩnh lặng cùng thích ý khó có được tự nhiên ban cho. Bước chậm tới bên một con sông nhỏ, hai người nhảy xuống ngựa, vốc lên nước sông trong trẻo hất lên trên mặt. Bọt nước trong suốt dọc theo đường cong nhu hòa bên mặt, trượt đến cái cằm chân bóng, tí tách, một giọt rơi vào mặt cỏ, một giọt vẽ qua hầu kết tinh xảo nhập vào cổ áo. Ôn nhuận như ngọc, mì mục như hỏa, lúc này thiếu niên giống như một tầng nhân huân, khí trời đất hòa hợp quang huy thản nhiên, mông lung mở ảo rồi lại dạng dỡ sinh huy tỏa sức sống. Đến khi mặc thương cảnh lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã vững vàng chạm lên hai cánh môi anh đào sáng bóng của thiếu niên. chương 29, dán lên đôi môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát, mang theo nửa điểm thăm dò đem đầu lưỡi tham nhập vào trong vòng miệng vẫn đang duy trì trạng thái kinh ngạc khẽ nhếch kia. Mạc thương cảnh tình lại trong luống cuống gần như nháy mắt, tiếp đó liền không chút do so dự chế trụ sau gáy tử ly nhấm nháp đôi môi mê người này tử ly trợn tròn con ngươi hắc lộc lộc đen láy kinh ngạc nhìn y buông xuống bọt nước nhỏ vụn trên hàng mi ngưng động dưới ánh mặt trời hắn biết mạc thương cảnh đang hôn mình hắn biết mạc thương cảnh đang làm hành động thân mật chỉ có giữa người yêu mới có thể làm nhưng là chính mình tựa hồ cũng không cảm thấy chán ghét thế công nhiệt liệt vào đôi môi đang lúc nở rộ không có cường thù hào đoạt như hoành húc đây là một loại nhiệt tình thuần túy cùng cẩn thận trân trọng vó ngựa thích thú dẫm đạp như là một khúc thanh nhạc tìm đúng vận luật trong lúc vô tình một thời gian dài hai người đều thật cẩn thận không đi quấy giày khúc nhạc đệm thú vị này. Hai con ngựa thường thường vành tai và tóc mai chạm vào nhau vô cùng thân thiết cũng làm cho hai người vừa mới nhiễm thượng sắc thái ái muội hai má nổi lên dạng mây đỏ. Thôi rồi húc ơi, vương gia, người đã trở lại, còn chưa tới cửa phủ, quản sự luôn luôn nghiêm cần lúc này lại mặt mang lo lắng đi ra nghênh đón. Chuyện gì kích động như vậy, lưu loát nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho gia nô. Mạc Thương Cảnh mới hỏi. Quản sự làm như vô tình quét qua tử ly đang đứng ở một bên, không biết nên trả lời ngay hay không. Được rồi, đi vào nói sau đi. Nhìn ra quản sự khó xử, Mạc Thương Cảnh lên tiếng. Tử ly nhún nhún vai đi theo hai người vào trong phủ. Mới vừa bước vào cánh cửa, liền nhìn thấy hoa viên đứng một người thân hồng y, mái tóc dài mặc sắc màu mực dùng một cây châm bằng lụa tùy ý cố định ở phía sau, hồng bào bách hoa kiều diễm theo gió phất phơ, mảnh lụa dệt tinh tế kể sát bên cạnh vây vòng quanh đối phương cũng không che được dáng người tuấn giật đang lúc tử ly rất tò mò đánh giá người tới chỉ thấy mặc thương cảnh trầm giọng nói một câu hồ nháo liền bước nhanh tới đối phương chậm rãi xoay người gương mặt dần hiện ra làm cho tử ly thoáng nặng nề mà kinh ngạc chưa từng gặp qua gương mặt đẹp đến làm cho người ta kinh tâm động phách như vậy mì nhãn khó có thể phát hỏa, như yên khói như vụ sương mù rồi lại nhiếp tâm hồn người cho dù ở hiện đại cũng không có minh tinh nào có thể cùng y so sánh. Tử ly kinh ngạc nhìn hồng y mỹ nhân, thẳng đến khi đối phương rời khỏi mạc thương cảnh lập tức hướng bên này đi tới mới phát hiện chính mình luống cuống, không khỏi hai má ửng đỏ. Mỹ nhân mục quang thanh lãnh trong trẻo nhưng lạnh lùng lại che giấu không được một tia khinh thường biểu lộ trong mắt, y ngạo mạn nâng cầm tử ly liếc mắt đánh giá một cái, cười nhạo nói. Loại mặt hàng này ngay cả yêm nô thái giám trong cung cũng so ra kém hơn, đường huynh đến tột cùng coi trọng nguy điểm nào nhất tử ly vừa nghe thần tình đỏ bừng đương nhiên đỏ này không phải xấu hổ mà là tức giận hắn không dự đoán được mỹ nhân này mở miệng ra câu nói đầu tiên lại khiếm nhã như vậy cho dù y là mỹ nhân tử ly cũng quyết định không để cho mặt mũi bởi vì đối phương đã đại vũ nhục nhân cách của hắn tử ly thân thủ hất ra tay y cũng không quản tiếng hút khí của người hầu chung quanh nắm lấy cổ áo y chừng mắt nói, tên tử nhân yêu ngươi nói chuyện với đại gia ta cẩn thận một chút. Mỹ nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cúi đầu nhìn nhìn hai tay tử ly bắt lấy áo mình, lại ngẩng đầu nhìn nhìn người hiển nhiên đang ở trạng thái sù lông mau, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói, buông tay. Không buông, nhân yêu, giải thích, tử ly siết càng chặt hơn. Mỹ nhân vẻ mặt nguy hiểm trường mắt hắn, cũng nắm lấy cánh tay của hắn âm thầm sự lực siết. Tử ly khinh bị hư mạnh người âm hiểm này, bất quá thật sự đau quá. Buông tay, mau buông tay, các ngươi. Mạc thương cảnh thần tình tinh ngạc vội vàng đi tới, muốn đem hai người trong nháy mắt bỗng biến thành loại bộ dáng này tách ra. a à, tử ly trong lòng kêu rên một tiếng, tử nhân yêu, nhìn không ra bộ dáng gầy teo nguyên lai sức lực lớn như vậy, ninh đến cánh tay đau muốn chết. Hắn cũng tuyệt không chịu thiệt cấu a à cấu, gắt gao niết cái cổ tinh tế của đối phương. Mỹ nhân vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo ngoan độc xiết cánh tay tử ly, người này cư nhiên dám cấu mình. Người hầu chung quanh cả kinh đến mức cầm chật khớp, nhìn hai người trong viện vẻ mặt vẫn hận hỗ khắp cấu lẫn nhau nhưng cũng không dám tiến lên hỗ trợ. Mạc thương cảnh tràn đầy bất đắc dĩ ở một bên khuyên can. Tử ly huynh, xin người buông tay được chứ, vừa tiếp xúc đến ánh mắt tử ly thần tình u oán liền vội và ngậm miệng, ngược lại hướng về hồng y mỹ nhân, còn chưa có mở miệng đã bị ánh mắt đối phương chừng cho cấm thanh, cho dù hắn là vương gia xích tương có khả năng xuất danh lúc này cũng không có đối sách, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, chỉ e có một ai trong bọn họ bị thương cũng sẽ đau lòng. ba Một thanh âm bàn tay tát vang lên, tử ly xoa gương mặt đau rát quay lại chừng mắt hồng y mỹ nhân vẻ mặt đắc ý. Hừ, theo ta đấu, người còn chưa đủ tư cách, tử ly hít sâu một hơi, sĩ khả sát bất khả nhục người trí thức thà chết không chịu nhục mẹ ôi vô duyên vô cớ bị người mắng, hiện tại lại bị người cho cái tát. Nhân yêu, ta liều mạng với ngươi, tử ly tức giận đến bốc hơi nước, vén tay áo lên một phen đem đối phương bổ nhào vào bụi hoa, cưỡi ở trên người y. Ba, đáp lễ một bạt tai coi như báo thù. a à, mỹ nhân đau hô lên một tiếng, vuốt mặt mình khóc lớn lên, ngươi, ngươi đánh ta. Ô, ai cho ngươi đánh ta trước? Tử ly đắc ý lại đưa tay muốn thêm một cái lợi tức, còn chưa có hạ xuống, cổ tay lại bị cưỡng chế ngăn chặn, quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt mạc thương cảnh âm trầm lạnh lùng nhìn hắn. Cổ tay treo cao thân mình từ trên người mỹ nhân kéo khỏi, tiếp theo bị mạc thương cảnh đẩy qua một bên, tử ly lăng lăng nhìn hắn khẩn trương mà đem hồng y mỹ nhân ôm lấy, hảo ngôn dỗ dành. Tử ly có chút khó hiểu, người vừa rồi rõ ràng còn cùng mình đua ngựa, tâm sự, thậm chí là hôn môi, nói hết ái mộ, lúc này tại sao lại biến thành xa lạ như vậy hắn cũng muốn chân an gương mặt bị thủng như lão cao của mình, nhưng vừa vươn tay mới phát hiện cổ tay chật khớp. chương 30, ô ô, cảnh, hắn, hắn đánh ta. Hồng y Mỹ nhân ôm cổ mạc thương cảnh khóc đến hoa lê đẫm mưa nức nở nói. Tốt lắm, tốt lắm, rất đau sao, mạc thương cảnh nhíu mi nhẹ vỗ về gương mặt ửng đỏ của y, tiếp theo lại nhịn không được trách cứ, người cũng đặc biệt kỳ cục, chẳng những không để ý đến thân phận của mình đơn độc gia cung, lại còn động thủ đánh nhau. Như vậy có nửa điểm bộ dáng quân vương sao? May là ở trong phủ của ta, nếu để cho người truyền đi thì uy nghiêm ở chỗ nào? Xích tương vương đáng thương hề hề nhìn mặt thương cảnh, lệ thủy ngập trong đôi mắt đẹp nhìn như muốn vỡ đê, từ nhỏ đã đối với đường đệ tuấn Mỹ phi phàm đồng thời lại ngạo mạn bốc đồng này không có cách, cho dù hiện tại làm hoàng đế nhưng vừa đến trước mặt hắn vẫn sẽ là khôi phục thành tâm tính đứa nhỏ. Mạc thương cảnh vội vàng thu hồi trận thế giáo huấn mềm giọng an ủi, đừng khóc, chúng ta vào nhà lấy chút khối băng đến thay người tiêu thúng. Người hầu vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng lập tức thức thời đi đến hầm lấy khối băng. Tử ly ngơ ngác nhìn những người còn lại khẩn trương vạn phần vây quanh hai người hướng đến chủ thính, sau đó cúi xuống nâng lên cổ tay của mình lắc lắc, không có chi giác, cho nên không đau. Chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng, nằm vật xuống ở trên chăn, Tử Ly cảm thấy được tới thời điểm bước tiếp theo của kế hoạch mình nên làm như thế nào. Nếu đã thoát đi sở kinh, như vậy hiện nay hẳn là trộn lẫn vào trong xích tương làm một đầu lão bách tính đi. Hay cần phải tiếp tục đào vong sau đó chọn một tiểu thôn giã hẻo lánh bắt đầu ẩn cư. Độc độc độc, lúc này truyền đến vài tiếng đập cửa. Ai, tổ lão đại, là chúng ta, có việc gì thế? Chúng ta có thể đi vào không? Ha ha hai tên tiểu quỷ các ngươi khi nào thì trở nên có lễ phép như vậy bình thường không phải trực tiếp đẩy cửa vào sao trầm mặc một hồi mới nghe được bên trong nói vào đi tồn công tồn thù nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra phát hiện tử ly đang ngồi ở trên cái bàn đàn mộc nhỏ cười nhìn bọn họ này biểu tình của các ngươi như vậy là sao hà bao túi tiền rớt tồn công ngẩng đầu có chút bất an nhìn tử ly nói tô lão đại ngươi không có việc gì đi Tử ly vẻ mặt kỳ quái nheo mắt liếc hắn một cái, ta có thể có chuyện gì? Tồn thủ cắn cắn môi dưới lo lắng nói, chúng ta, chúng ta tránh ở sau sơn giả đã nhìn thấy chuyện phát sinh vừa rồi. Người kia, ca ca dễ nhìn kia đánh ngươi một cái tát, nhưng mạc vương ra chẳng những không giúp ngươi, còn đem ngươi đẩy qua một bên. Dừng dừng dừng, tử ly vội vàng đình chỉ, cho nên các ngươi cho rằng ta đang thương tâm. Chẳng lẽ không đúng sao? hai người đồng thời nghiêng đầu vẻ mặt khẳng định hỏi ngược lại. Ha, ta vì cái gì phải thương tâm, huống hồ, các người không thấy được sao, ta cũng đòi lại một bạt tai, chưa chịu thiệt thòi nha. Quay đầu lại thấy hai tiểu quỷ vẫn là một bộ biểu tình hoài nghi, tử ly khó chịu gục mặt nói, mẹ ơi, ta cũng không phải nữ nhân, chỉ là bị người tát một cái, bị người đầy một chút cũng sẽ không ít khối thịt nào, ta thương tâm cái gì. Còn có, hai tên tiểu quỷ các ngươi, có phải hay không ăn no không có chuyện gì liền ở chỗ lão yêu quản một ít nhàn sự. Tử ly vờ giận đứng lên muốn thưởng bọn họ một cái chân xét đánh. Hoa hoa, không dám rồi tô lão đại. Tồn công tồn thủ lập tức trốn quỳ kêu lên. Ba người náo loạn trong chốc lát. Cuối cùng lấy hình ảnh hai chân tử ly bị ôm cứng ngắc không thể nhúc nhích mà kết thúc cuộc chiến. Tốt lắm, còn không buông tay. Tử ly bất đắc dĩ cười nói, ta còn có chính sự cùng với các ngươi nói tồn công tồn thù ngẩng đầu nhìn thấy tô lão đại của bọn họ bộ dáng cũng không giống nói giỡn, cho nên ngoan ngoãn thả tay. Ngồi xuống đi, tử ly nhìn hai huynh đệ ở đối diện im lặng chờ đợi mình mở miệng nói, kỳ thật mấy vấn đề này ta đã sớm muốn hỏi, các ngươi phải thành thật trả lời, đừng nghĩ sẽ loạn náo cho qua. Tồn công tồn thù liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo trịnh trọng gật đầu. Mục đích các ngươi vào kinh, vì gặp hoàng thượng cáo ngự trạng, gây nên chuyện gì? phụ thân chúng ta vốn là huyện lệnh Gia Hương. Có một năm quê nhà nổi lên lũ lụt rất nhiều đồng ruộng đều bị hủy hoại. Bách tính nhẫn cơ chịu đói khốn khổ không chịu nổi. Phụ thân không đành lòng dân chúng chịu khổ, liền thỉnh tấu triều đình chi giúp nạn thiên tai. Nhưng khi tài khoản tiền trợ cấp thiên tai tới tay phụ thân lại chỉ còn có hai trong 11 một nguyên sổ ghi chép ban đầu. Phụ thân vẫn hận lên cấp quan viên tố giác bọn tham tiền cứu trợ bách tính. Vì thế lên lớp giảng bài buộc tội, ai ngờ quan viên này cũng là cá mè một lứa, bọn họ chẳng những bác bỏ lời buộc tội của phụ thân mà còn lập một tội danh đem phụ thân cách chức hạ ngục, cuối cùng phụ thân bệnh chết trong lao, khi đó ta cùng tồn thủ vừa mới 10 tuổi, qua một năm mẫu thân cũng buồn bực mà chết, trước khi Lâm Trung lại nuốt không trôi khẩu khí, nàng muốn chúng ta lên kinh diện thánh tố trạng cho Lâm ra chúng ta một cái công đạo. Tồn công siết chặt nắm tay vẫn hận kể ra, nghe xong. Tử Ly cảm thán một tiếng, quan trường từ xưa là quan lại bao che cho nhau, hãm hại trung lương, căn bệnh này cho dù tới xã hội hiện đại cũng không thể trừ tận gốc. Nếu là như thế này, các ngươi không nên ở trong này trì hoãn, lập tức quay về sở kinh đi, ta sẽ đi thu thập tay nải ngay bây giờ. Tồn công tồn thủ do do dự dự đứng lên, cái kia, tô lão đại, chúng ta. Các ngươi làm sao vậy? Đây là gia cử nha, chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không gấp? Mẫu thân các ngươi trước khi lâm chung không phải dặn các ngươi nhất định phải đòi lại công đạo sao? người cũng cùng chúng ta quay về sở kinh sao. Tử ly sừng sốt, lập tức nói, này, sợ là chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả. Bất quá ta sẽ cho các ngươi lộ phí đủ dùng, còn có thể cho các ngươi thuê vài tiêu sư, ân, tiêu sư, thời đại này hẳn là có chức nghiệp này đi. Được rồi, nhanh đi thu dọn đồ đạc, ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương. Tồn thủ bị đẩy lên cửa quay đầu lại truy vấn, chính là, tô lão đại, vì cái gì phải vội vàng như vậy? Vội, ai nói vội, hảo, các ngươi không vội các ngươi ở lại đi, đường nào thì ta cũng sẽ lập tức rời đi nơi này. a à, vì cái gì, vì cái gì, ngươi hỏi ta ta làm sao biết, vô nghĩa nhiều như vậy đã đủ thời gian để ngươi thu thập tay nải. Nói xong phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Chương 31, đến khi Mạc Thương Cảnh đưa xích Tương Vương Mạc Hoa Diễm về hoàng cung sau đó hồi phủ thì đã là đêm giờ hợi 9 giờ đến 11 giờ người đi trên đường đã ít ỏi không còn mấy, đăng hỏa trong nhà dân cũng dần dần phát ra ảm đạm khắp đại địa tựa hồ chỉ còn lại hai ngọn đèn lồng đỏ thấm treo cao trên cửa vương phủ đối mặt với vầng ngân nguyệt xa xa giữa không trung Hạ Kiều, quản sự vội vàng mang theo đăng lung đèn lồng bước xuống bậc thang thay hắn vén cầm liêm, mặc thương cảnh khom người ra kiểu. Vài nô tài ở phía trước dẫn đường cùng một hàng thị vệ cẩn thận hộ ở phía sau hắn vào phủ. Vương gia đã dùng vãn tiện bữa tối trưa. Nếu chưa thì nô tài lập tức đi thu xếp." Quản sự cung kính hỏi. "Không cần, mới vừa rồi đã cùng hoàng thượng dùng qua." Mạc Thương Cảnh một bên đi về phía trước một bên thản nhiên phất tay nói, như chợt nhớ tới cái gì bỗng thoáng dừng quay lại nhìn quản sự, "Điểm tâm ăn khuya của Tử Ly công tử ngươi đưa đi chưa?" Hiện giờ hẳn là lúc y nháo bụng đói, trong khoảng thời gian ở chung này, hắn đã thập phần rõ ràng trình độ nhu cầu đối với thức ăn của Tử Ly, cho dù ở bữa tối ăn no bảy phần, Tới ban đêm bụng vẫn là sẽ thầm thì kêu đói. Này, Mạc Thương Cảnh nhíu mi, không vui quét mắt quản sự, chứ không phải là đã quên. "Không, không phải, nô tài cho dù quên ăn cơm cũng sẽ không quên phân phó của vương gia nha. Chính là, từ ly công tử đã đi rồi." Quản sự nói xong, dương mắt nhìn thấy sắc mặt Mạc Thương Cảnh chợt tiêu nổ, trong lòng âm thầm sinh ra sợ hãi. "Tô lão đại, chúng ta, chúng ta thật sự phải đi sao?" hai huynh đệ nhìn nhìn vài tên tiêu sư khôi ngô trước mặt, lại quay đầu nhìn nhìn tử ly do do dự dự hỏi. Ân, tử ly khẳng định gật đầu, sau đó đem bọn họ đẩy lên xe ngựa. Hai huynh đệ lại đem đầu từ cửa xe vươn ra, đáng thương hề hề dương mắt chờ mong nhìn hắn nói, tô lão đại cùng chúng ta đi đi. Chúng ta cùng nhau quay về sở kinh. Tử ly khóe miệng run rẩy đi qua mổ lên chán bọn họ nói, não lớn bằng hạt đậu. Ta thật vất vả mới chạy ra, hiện tại lại trở về ta có bệnh a à? đi thôi nhiều lời vô nghĩa như vậy cất kỹ lá thư này a à, còn có nhớ rõ các ngươi đã phát độc thể không thể nói cho người khác biết hành tung của ta bằng không biết rồi hai huynh đệ bất mãn trả lời tử ly lúc này mới vừa lòng gật đầu hướng tiêu sư đánh cái thủ thế xuất phát xa luân bánh xe kêu lộc cộc chuyển động chờ tồn công tồn thủ vẫn đang dướn cổ lên quay đầu lại nhìn càng lúc càng xa thiên hạ quả nhiên không có buổi tiệc nào không tan, tử ly thoáng thương cảm phất phất tay, tuy rằng đối phương rất có thể căn bản là không rõ loại ngôn ngữ tứ chi này của hắn. Được rồi, rốt cục cũng tống được hai tên tiểu quỷ quấn người này. Tử ly tự chân an nói, như vậy hiện tại phải đi đâu đây? Cô cô, tử ly sờ sờ cái bụng bắt đầu kháng nghị, ai, sớm biết vậy trước hết ăn xong cơm chiều rồi lại đi. Dương mắt nhìn xung quanh một chút, thấy phía trước có một gian hai lầu có cái biển thật to để chữ tử. Tử ly bước nhanh hướng đến mục đích, tử lâu sinh ý rất náo nhiệt, điếm tiểu nhị vội bận rộn xuyên qua ở giữa, tử ly đợi khoảng thời gian nửa nén hương mới tìm được một vị trí ngồi xuống, gọi một món mặn một món chay thêm một bát canh, tử ly bụng đói kêu vang rốt cục cũng có thể khởi động. Hút, mới vừa đưa tay mới phát hiện cổ tay phải thủng đến lợi hại, tử lang băm, rốt cuộc có thể trị lành cổ tay ta hay không a à? mẹ ơi. Đau chết ta. Vừa từ trong vương phủ đi ra liền đi tìm thầy thuốc chỉ cái cổ tay, tuy rằng lúc ấy đau đến tử ly kêu thảm một tiếng, bất quá chỉ nháy mắt công phu, ba, một cái đã xong. Nhìn động tác gã rất lưu loát, nhưng ai biết hậu quả cũng là cái dạng này. Tử ly xem xét cái tay đã thống thành chân heo, một bên mắng tên lang trung giang hồ, một bên lo lắng tay của mình có thể bởi vậy mà phế bỏ hay không. Bất quá hiên tại chuyện này cũng không phải là tối trọng yếu, mà tôi trọng yếu là hắn nên như thế nào cầm đũa ăn cơm, dùng tay trái thử vài lần ngay cả đồ ăn cũng gắp không nổi, đang lúc tức giận, bỗng nhiên một cái thìa đưa tới trước mặt mình. Tử ly kinh ngạc ngẩng đầu, thấy bản đối diện một người đầu đội hắc sa mạo đang đưa một cái thìa sạch sẽ cho mình, gương mặt cách hắc sa nhìn không thấy vẻ mặt đối phương, nhưng tử ly lại có thể cảm giác được ánh mắt y cũng không ác ý. Đa tả, cảm kích nói lời tạ ơn tiếp nhận, khi cơm nước xong đi ra thì trời đã tối đen. Tử ly bỗng nhiên hú lên quái dị, nguy rồi, giờ này cửa thành có thể đã đóng rồi hay không? Một lão bá đi ngang qua quái dị liếc mắt nhìn tử ly một cái nói, trời đã tối rồi, cửa thành đã sớm đóng. Ai, xem ra đêm nay đi không được, vẫn là chạy nhanh tìm khách điếm ở một đêm ngày mai lại đi đi. À, khách quan là dùng bữa hay là ở trò? Ở trò, một gian xương phòng. Hảo, mời khách quan ở chỗ này đăng ký, tiền đặt cọc 50 văn tiền. Tử Ly sờ sờ vạt áo, phát hiện phần ngân lượng cuối cùng đã vừa thanh toán tiền cơm. trưởng quầy, ta hiện tại trên người không có tiền mặt, ta dùng khỏa chân châu này thay thế được không? Không có tiền, không có tiền cũng học người ở trò. Ai biết hạt châu này của ngươi có phải thật hay không? Trường quầy vừa nghe Tử Ly nói, thần tình tươi cười lập tức biến thành chán ghét lẫn không kiên nhẫn. Gần đây trong kinh thành xuất hiện kẻ lừa đảo cố ý giả dạng làm phú gia công tử lấy một đống đồ thay cho ngân lượng, chẳng những đống đồ kia là đồ giỏ mà còn từ chỗ ông chủ bọn họ lừa đi thực ngân tiền thật. Đi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy việc buôn bán của ta. Nếu không đi, ta cần phải báo quan. Không được thì không được, hung hăng như vậy làm gì. Tử ly bĩu môi nói thầm, trời đã hoàn toàn tối đen, các quán điếm trên phố cũng lục tục đóng cửa. Tử ly ủ rũ dọc theo đường chính đi dạo, đêm nay phải ở nơi nào qua đêm đây quay về chỗ mạc thương cảnh đã là không có khả năng chủ yếu là không mặt mũi hôm nay đột nhiên rời đi thì thật cũng vì có một chút tức giận khi phát hiện mạc thương cảnh đối với mình luôn luôn ôn hòa chiếu cố đối đãi mình như vậy hắn vẫn là cảm thấy khổ sở khó chịu tử ly vừa nghĩ vừa đi về phía trước cũng không lưu ý đằng trước đang đứng một bức tường người ai yêu thẳng đến trên trán và đau mới phát hiện một đại hán thần tình lưu manh đang không có hảo ý chặn ở trên đường phía sau còn vây quanh vài tên lưu manh đồng dạng bất thiện. chương 32, Tử Ly lập tức cảnh giác lui về phía sau vài bước, trường mắt quét bốn phía lưu manh đã nhanh chóng đem mình vây lên nói các ngươi làm gì. Muốn đánh cướp, nói cho ngươi biết, đồ của ta cũng không phải là dễ lấy như vậy. Yêu, các ngươi nghe xem, đại gia ta còn chưa mở miệng tiểu tử này đã gào thét. Tên lưu manh cầm đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Những người khác cũng cười vang lên châm chọc, chậm rãi đem vòng vây thu hẹp kỳ thật trong lòng sợ hãi muốn chết nhưng từ ly lại không thể không làm ra một bộ biểu tình chấn định tự nhiên khóa giáo dục an toàn không phải đã dạy sao khi gặp được kẻ bắt cóc phải bảo trì chấn định không thể bại lộ nhược điểm của mình tìm được khoảng cách lập tức phá vây hoặc cầu cứu hắc hắc người cho là mình thoát được sao bọn lưu manh cả ác cười nói thước thời một chút đem tiền tài trên người toàn bộ giao ra đây nếu không sẽ diết ngươi nếm mùi đau khổ. Đem tay này xiết trên ngực thẳng thắn nhảy loạn, ánh mắt phiêu phiêu chung quanh, tất cả đường lui đã bị bọn họ vây chặn, phá vây là không có khả năng. Nơi này cảnh hắc đang hạt hỏa, tối lửa tắt đèn cũng không có người qua đường, lớn tiếng cầu cứu không biết có hữu hiệu hay không, bất quá kêu cũng tốt hơn so với không kêu. Nghĩ như vậy Tử Ly lập tức sát cổ họng kêu to lên a, cứu mạng a, đánh cướp a, giết người rồi thanh âm tại ban đêm im lặng thật xa truyền rất xa, chẳng qua đáp lại cũng là vài tiếng cầu sủa, uông uông uông. Bọn lưu manh nghe hắn vừa kêu, bật người kiềm trụ cổ tay phải của tử ly túm hắn đi về phía trước, sau đó che cái miệng của hắn hung tợn ghé vào lỗ tai hắn nói, tiểu tử ngươi khôn ngoan một chút cho lão tử, cẩn thận ta bóp gãy cái cổ của ngươi. Đem hắn kéo dài tới trong ngõ hẻm đi, cổ tay sưng đỏ bị một trào như vậy, đau nhức lan toàn thân lập tức làm cho tử ly ra đầu một trận run lên đông, sau gáy bị đánh lên làm cho hai mắt tử ly một trận mê mang. Dùng sức kéo tử ly vây vào trong ngực, bọn lưu manh còn chưa hết dẫn nhấc chân đá lên bụng tử ly nói, vốn muốn lấy tiền coi như xong, ai ngờ tiểu tử ngươi cương ngạnh muốn bị đánh, nếu là như thế này, hắc hắc, vậy các đại gia chúng ta hôm nay sẽ hảo hảo luyện quyền. Ngô, tử ly hai tay ôm lấy đầu thống khổ cuộn người. Bụng đã bị một cái làm cho hắn toàn bộ đều co rút những đòn nghiêm trọng không ngừng đá vào người khiến cho hắn không có nửa điểm khe hở có thể đứng lên phản kháng. Đang lúc tử ly cảm thấy được bản thân mình sẽ bị ẩu đả trí tử thì chợt nghe chung quanh truyền đến tiếng chu lên thê lương của đám ngạt đồ bắt cóc. Kỳ quái ngẩng đầu, phát hiện đám ngạt đồ một giây trước còn hung hăng ngang ngược lúc này lại co trên mặt đất giống như gặp phải luyện ngục thống khổ không chịu nổi. Một người thân hình cao to, đầu đội hắc sa mạo không chút sức mẻ đứng ở một bên nơm nớp lo sợ nhìn người nọ đi từng bước một hướng về mình, tử ly ho nhẹ huyết bọt nhanh rúc vào chân tường nói, đừng, đừng giết ta, ta không phải người xấu. Người nọ đứng ở trước mặt tử ly, từ trên cao nhìn xuống hắn, bỗng nhiên ngồi sổ người xuống ấn động mạch của tử ly nói, người bị thương. Vô, vô nghĩa, khụ khụ, người để cho bọn họ đá như vậy, xem ngươi có thể bị thương hay không. Biết người này đối với mình không có ác ý, Tử ly đảo đôi mắt trắng dã hữu khí vô lực nói. Xem ra sẽ chạm tới tâm mạch, người nọ còn nói một câu mặc danh kỳ diệu khó hiểu một ngày gặp ngươi hai lần, chúng ta coi như là hữu duyên, dược hoàn này cho ngươi, ăn vào còn có thể bảo trụ tâm mạch. Tử ly không rõ ý nhìn lọ bạch ngọc trong tay, vừa nhấc đầu lên trước mặt đâu còn bóng dáng người nọ. Khụ khụ, tựa vào tường đứng lên, tập tĩnh đi đến bên đám ngạt đồ vẫn đang chu lên không ngừng nhặt lên tay nải của mình mới vừa đi ra ngõ nhỏ liền thấy một đám quan binh rầm rộ hướng bên này đi tới, người cưỡi ngựa ở trên đúng là Mạc Thương Cảnh. Chỉ thấy hắn rất nhanh nhảy xuống ngựa, chạy tới một phen tiếp được Tử Ly yếu đuối ở phía trước, thần tình đau lòng nói, "Thực xin lỗi, Tử Ly, thực xin lỗi." Tử Ly hai mắt mê mang nhìn Mạc Thương Cảnh sắc mặt tái nhợt trước mặt, tiếp theo hôn mê bất tỉnh. Chương 33: Ý thức hỗn độn, thân thể giống như ngâm ở trong nước biển mờ mịt chìm nổi nhiệt độ khi lạnh khi nóng luân phiên làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác cùng lúc xuyên qua không ngừng băng tiên tuyết địa cùng nhiệt đới sa mạc. Tử Ly đã phân không rõ sự thật và cảnh trong mơ, hắn nhìn thấy mặt cha mẹ, ôn nhu yêu thương vuốt ve chán của mình. Tiểu Ly, ngoan, đến uống thuốc, như vậy bệnh mới có thể hảo. nếu Tiểu Ly hết bệnh rồi, ba ba cùng mama ngày mai mang con đi công viên trò chơi được không? Bọn họ nói, tiếp theo cảm giác mình bị nâng dậy, sau đó miệng bị đẩy vào một chút dược thủy đắng chát, nhưng mới vừa dính vào đầu lưỡi dạ dày liền lập tức một trận bốc lên. Lại, lại nôn ra, tựa hồ có người kích động nói, ta đến, mơ mơ màng màng hé ra mi mắt, một quang ảnh đi đến trước giường, nhẹ nhàng đưa hắn tựa ở trước ngực, tử ly, đến, há miệng uống dược, uống thuốc mới có thể hảo. Thư bốc nhiệt khí hơi để sát vào chóp mũi, lại là chất lỏng khó người này, dạ dày nhịn không được lại trở nên cuồn cuộn vô ý thức dùng đầu lưỡi ngăn cản dị vật xâm lấn, dược thủy ấm ấm liền theo khóe miệng chảy xuống, một giường trượt xuống cổ vào tiết y áo lót. Ai, bên tai tựa hồ vang lên một tiếng than nhẹ, tiếp theo môi bị bài khai, một vật thể mềm mại dán lên, kiềm chế đầu lưỡi đang chống cự ở bên trong, một gỗ noãn lưu dòng nước ấm rót vào rơi xuống ít hầu. Chậm rãi mở to mắt, tử ly có chút mờ mịt nhìn chướng đỉnh, đỉnh giường, mình là như thế nào về tới đây? vỗ vỗ cái đầu còn có chút vượng huyến, từ ly ngồi dậy hai chân rơi thõng ở bên giường ngơ ngác nhìn rừng trúc bên ngoài cửa sổ bị gió sớm phất đến đung đưa đến khi mặc thương cảnh đến gần cửa phòng nhìn thấy chính là hình ảnh ôn nhuận không màng danh lợi như vậy thiếu niên thân bạch tiết y xuất thần ngồi ngay ngắn ở bên giường bên sườn cổ mảnh khảnh bày ra biên độ làm cho người ta liên hệ tới nai con ở dưới mõm sư tử điềm đạm đáng yêu rồi lại làm cho người muốn khẳng cắn lướt đến dưới xương quay xanh cổ áo khẽ hở lộ ra một vùng da xinh đẹp như băng cơ ngọc phu cùng nửa điểm anh hồng như ẩn như hiện, hai chân ngọc chưa chấm đất một trước một sau nhẹ nhàng lay động như là hài đồng non nớt đang đùa giỡn. Gương mặt nghiêng của thiếu niên phát họa ra một đường cong nhu hòa đến ấm người, dưới hàng mi thật dài che đậy song mâu sáng như tinh thần trong như thủy tinh, che lại chỉ còn yên vũ ba quang, mưa bụi chớp động, mê ly và không màng danh lợi. Tử ly, mạc thương cảnh kêu lên, thanh âm mềm nhẹ cứ như là sợ quấy dày thiếu niên như tinh linh này tử ly nghe thấy ánh sáng nhu hòa trong mắt thu lại khi đối diện mạc thương cảnh thì đã là một bộ tỉnh táo cùng mơ hồ có thể thấy được xa cách mạc thương cảnh trong lòng đau xót từng chút chua xót liền nhiễm toàn bộ đáy lòng hắn đến gần ánh mắt có chút khổ sở nói tử ly thực xin lỗi chuyện ngày đó ta không nên đối với ngươi như vậy chính là ngươi phải biết rằng người mà ngươi đánh là quân chủ xích tương quốc chúng ta người đánh y một cái tát người bị đánh không chỉ là y mà còn là đại biểu quốc gia ta lúc ấy nhất thời khó thở xuống tay không biết nặng nhẹ làm bị thương ngươi thật sự rất xin lỗi ánh mắt tử ly trở nên nhu hòa ngươi cũng không có gì phải xin lỗi ta ta cũng là nhất thời mất bình tĩnh không ý thức được nơi này đã không phải là gia hương của ta cũng không phải mỗi người đều ngang hàng ngày đó nếu ngươi không làm vậy thật đúng là không biết hôm nay ta có phải bởi vì dĩ hạ phạm thượng làm tức giận long uy mà bị trảm thủ thị chúng rồi không tử ly có chút tự giễu cười cười nói mạc thương cảnh không quá khẳng định nhìn tử ly cười đến như mộc xuân phong hỏi như vậy ngươi là tha thứ ta là không giận ta tử ly tươi cười điềm tĩnh nói không phải đã vừa mới nói rồi sao ngươi không có chuyện gì phải xin lỗi ta thì nói gì đến tha thứ mạc thương cảnh lúc này mới thoải mái nở nụ cười ngươi ngủ ba ngày hiện tại nên đói bụng đi ta đã dặn chủ tử đầu bếp làm chút cháo tổ yến, ngươi đứng lên ăn đi. Ân, ta cũng thật sự rất đói bụng, đến, trước đem áo khoác mặc vào, thật vất vả mới hào, cũng không thể lại cảm lạnh. Tỷ nữ rất nhanh bưng lên một chung cháo tổ yến, mà thương cảnh mới vừa mở nắp cháo, từ ly đã bị hương vị nhu nhu hương hương này dẫn tới ngón trò đại động, chịu đựng kiên nhẫn xem mà thương cảnh múc ra một chén nhỏ, đưa tay vừa định tiếp nhận mới phát hiện cổ tay phải của mình đã bị bao giống như cái bánh trưng lại xuất hiện nan đề như lúc trong tiểu lâu nan đề hiện tại làm sao để ăn cháo ta uy ngươi mạc thương cảnh buồn cười nhìn tử ly vẻ mặt khó khăn đang xem xét tay phải của mình ôn nhu nói tử ly có chút thẹn thùng liếc mắt nhìn mạc thương cảnh lại nhìn nhìn tì nữ đang ở bên cạnh hầu hạ không ngại đến đây đi hám miệng mạc thương cảnh thổi nguội thìa cháo đưa đến bên miệng tử ly nếu còn từ chối vậy có vẻ xấu hổ, cho nên tử ly cũng không tái do dự há to miệng hưởng thụ mỹ thực vương ra tự tay đưa lên. Cách ăn xong một chung cháo tổ yến lại thỏa mãn đánh cái ợ no, tử ly giống như tiểu miêu thích hí mị hí mắt, động tác khả ái này xem ở trong mắt mà thương cảnh lại là một trận nhộn nhạo trong lòng. Hắn buông bát không xuống nói, mới ăn no trước đừng ngủ, đến hoa viên tán tản bộ đi. Tử ly mặc dù không muốn động, nhưng ngẫm lại hữu ích đối với thân thể mình nên cũng đáp ứng hiện nay đang là mùa hạ, hồ sen vương phủ nở đầy hoa sen hoặc trắng hoặc phấn hồng, lá sen tốt tươi chặt chẽ đem mặt nước che lấp không chút khoảng cách, thái dương lúc sáng sớm còn chưa qua mãnh liệt, dương quang vừa đủ như là lớp lớp kim phấn, dương dương xoáy xoáy dài đầy mặt đất, gió thổi qua tựa hồ cũng theo lá sen mà nhộn nhạo mở, điều này làm cho tử ly nhớ tới câu thơ dương vạn lý tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Lá sen xanh biếc nối liền trời thẳng, nắng chiếu hoa sen lạ sắc hống tình cảnh này quả thật là đẹp không sao tả xiết, thơm mát phất vào người. Hai người đi một hồi liền vào lương đình uống trà. Tử Ly cũng không phải là một người luôn mang thù, đối với cảm giác không thoải mái lúc trước rất nhanh đã tan thành mây khói, thái độ cùng mạc thương cảnh không khỏi lại trở nên thân mật. Biến hóa này của Tử Ly toàn bộ dừng ở trong mắt mạc thương cảnh, trong lòng mạc thương cảnh cũng tự nhiên một trận vui mừng khi hai người đàm thiên thuyết địa nói chuyện tán gẫu đến cao hứng thì bỗng nhiên quản gia đi tới bẩm báo vương gia trong cung cho người đến hoàng thượng tuyên ngài tiến cung Mạc thương cảnh dừng một chút lập tức có chút bất đắc dĩ cười khổ nói tử ly ta đi thôi đi thôi không có quan hệ ta lần trước cũng đã gặp qua hoàng thượng xích tương quốc cũng không phải là chúa tự hào hầu hạ như vậy còn trì hoãn khó bảo toàn y sẽ không long nhan giận dữ tử ly khoát tay tỏ vẻ lý giải nói. Ta đây đi trước, trên người của ngươi còn có chút ưu thương, không cần loạn xuất môn A, à, có gì phân phó liền cứ việc đối quản sự nói. Mạc thương cảnh lại dặn dò một câu mới rời đi. chương 34, đây là một tầm thất phòng ngủ, lúc bố trí thập phần hoa quý phú lệ, đẹp đẽ quý giá lộng lẫy. Tây tường bày một con rồng cưỡi mây sơn đen khảm hoa, hai bên có bình lớn giống như là một đôi, trước bắc tường đặt tầm sàng, trên đỉnh có lô sưởi ấm bọc nhung, dưới có lót đệm lông, trên giường có đôi màn trướng, phía bên phải đặt bồn giá hoa lê khảm ngũ hoa điền, bên phía đông có kỳ án, bàn học từ đàn tiền văn, trên án đặt mấy món đồ trang trí, các thứ chân ngoạn, đồ chơi quý giá gần hai cái đa bảo cách hộp nhiều ngăn nhỏ. Trước án là bàn vuông từ đàn khác đồ văn cùng bích, hai bên tay vịn tử đàn khắc hoa. Hương trầm bên trong lượn lờ tràn ngập bốn phía, tạo nên một loại cảm giác mông lung như rơi vào tiên cảnh. Khi tử ly từ từ truyền tình, hình ảnh nhìn thấy chính là nơi hoa lệ mà xa lạ như vậy, hắn nhếch miệng sờ sờ cái ót ẩn ẩn đau của mình. Mình không phải ở Lương Đình uống trà sao, như thế nào lại tới nơi này? Chẳng lẽ là bị người bắt cóc, nhưng ai phải bắt cóc hắn chứ? Tử ly từ trên thảm thiêu kim mẫu đơn bò lên, mờ mịt bất an đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Không cửa chính cũng không có cửa sổ, nghiễm nhiên là một gian mật thất, duy nhất chiếu sáng chính là dạ Minh Châu đặt trên kỳ án trang hoàng bài trí như vậy cũng không phải người bình thường có thể có được. Lúc này, vách tường nguyên bản bằng phẳng bỗng nhiên chậm rãi mở ra, tử ly mạnh mẽ quay người, khẩn trương nhìn chằm chằm đầu lĩnh bọn cướp sắp sửa xuất hiện. Là ngươi, tử ly nhíu mày nhìn xích tương đế mặc hoa diễm từ tốn đi vào, ý cười trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, một thân hồng y phối với da thịt như tuyết nếu dưới ánh mặt trời tất nhiên là minh diễm động lòng người. Nhưng ở trong quang mang giỏi sáng của dạ Minh Châu lại có vẻ phi thường quỷ dị là chấm, như thế nào? Mạc Hoa Diễm dừng lại ở trước mặt tử ly, thần tình hèn mọn giống như đối phương là một con dẹp làm người ta sinh ghét. Cho dù ngũ quan có tinh xào tuyệt luôn thế nào, xứng lên vẻ mặt như vậy cũng thật sự làm cho người ta khó sinh hào cảm. Đây là nơi nào, ngươi, ngươi bắt ta tới nơi này làm gì? Tử ly có chút bất an hỏi, hoàn cảnh như vậy, hơn nữa người trước mắt này vẻ mặt chứa ý trả thù. Tử Ly không khỏi bắt đầu thay sự an toàn của mình thật sâu lo lắng. Ở cái nơi kín mít này cho dù đem thi của mình làm phân cho cây cũng là thần không biết quỷ không hay nha. Có điểm mau cốt tùng nhiên rời đi ánh mắt nguyên bản cùng mạc hoa diễm đối diện. Nơi này là Hoàng Cung, một mật thất trong thư phòng chấm, người nói đến nơi này của chấm có thể làm gì. Mạc hoa diễm quỷ dị cười, lộ ra một hàm răng trắng đều, quay đầu từ ly qua bắt buộc hắn cùng với hai mắt của mình đối diện sau đó sâu kín nói. Ta, ta không biết người muốn làm gì, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn giết ta, ngươi, ngươi sẽ không có cách nào hướng thương cảnh công đạo. Tử ly trợn tròn mắt xem xét y nói, giết ngươi, ta như thế nào lại giết ngươi? Mạc hoa diễm bỗng nhiên cười tươi, dung nhan như họa này cũng làm cho tử ly không khỏi thoáng hơi thất thần. Ngươi không biết mình có giá trị cỡ nào, giết ngươi cũng không phải là một ý định thông minh. Mạc hoa diễm ánh mắt sáng quắc nói, giờ này khắc này vẻ mặt trầm ổn và nghiêm nghị cùng với vẻ tùy hứng ngạo mạn lần đầu tiên gặp mặt là một trời một vực. Nghe nói không giết mình, trong lòng tử ly yên ổn không ít, nhưng còn chưa có đem một hơi thả lỏng xong thì lại nghe Mạc Hoa Diễm nói, tuy rằng không giết ngươi, nhưng chấm cũng không nói sẽ làm ngươi an ổn nha. Tim của tử ly, siêu, một tiếng nghẹn trên cổ họng hắn không quá khẳng định hỏi, ngươi, ngươi sẽ dụng hình với ta. Mạc Hoa Diễm hí mắt cười, lại khôi phục vẻ mặt quỷ dị nhìn từ ly nói, ngươi còn chưa rốt nát. Này, uy, ngươi hãy nghe ta nói a, à, hoàng đế vận dụng hình phạt riêng sẽ dẫn phát một loạt hậu quả thập phần nghiêm trọng, ngươi biết không? Thượng bất chính hạ tắc loạn nha, nếu ngươi vận dụng hình phạt riêng, một đống lão bà thị thiếp trong hậu cung của ngươi sẽ đều noi theo, đợi ngươi sủng ái nữ nhân khác liền. Chấm còn chưa thành lập hậu cung, ngay cả hoàng hậu cũng không có, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Mạc Hoa Diễm không biết từ nơi nào xuất ra một thanh trùy thủ nạm lam bảo thạch ở trước mặt tử ly, loảng xoảng rút ra, cô lưỡi dao sắc bén âm hiểm nói, ngày đó ngươi đánh chấm một cái tát, chấm còn chưa đòi lại mà. Tuy nói không thể giết ngươi, nhưng chấm có thể đem cái tay kia của ngươi chặt bỏ. Còn có, ngươi cười đùa với cảnh đường huynh làm cho chấm rất không thích, cho nên, sau khi đem tay ngươi chặt bỏ chấm còn muốn đem mặt ngươi vẽ lên, như vậy ngươi sẽ không thể sử dụng nó đi quyến rũ cảnh đường huynh làm cho hắn đối với người quá tốt. Hảo biến thái a, à, hắn là tên biến thái, cho dù không phải biến thái cũng là tâm lý biến thái. Từ từ, từ từ, người không phải tuyên thương cảnh tiến cung sao? Người nếu tuyên hắn tiến cung rồi lại đem hắn ném đến một bên làm cho hắn đợi lâu, như vậy không tốt nha. Hắn sẽ nghĩ rằng ngươi đang sinh khí với hắn, như vậy quan hệ của các ngươi sẽ bất hòa. Tử ly ra vẻ trấn tĩnh gượng ép khuyên nhủ, mạc hoa diễm nhướng mày, biểu tình giống như nhìn kẻ si chừng mắt tử ly một hồi, sau đó đi lên trước, nắm lấy cổ áo tử ly kéo lại gần tát một cái lên mặt hắn. Đắc ý nói, chấm từ trước giờ sẽ không ăn thiệt, một cái tát xem như tiện nghi cho ngươi. Nghe rõ, chấm không phải bởi vì lời nói của ngươi mới buông tha ngươi, mà là chấm thật sự không rảnh cùng ngốc tử ngươi làm trò. Nói xong đẩy ngã tử ly trên mặt đất, bước đi ra ngoài. Tử ly hoa mắt nhìn cánh cửa lại khôi phục thành vách tường trơn láng người này chẳng những là tâm lý biến thái hơn nữa còn là tinh thần phân liệt. chương 35, Mạc Hoa Diễm đi rồi liền chưa thấy xuất hiện qua, tử ly thật sự là không hiểu mục đích ghi bắt mình tới nơi này. Mật thất này cùng bên ngoài là hoàn toàn ngăn cách, dưới tình huống không có vật gì chiếu sáng, tử ly cũng không rõ chính xác mình đến tột cùng đã ở trong này ngây người bao lâu, chỉ có thể từ trong số lần khe cửa mở ra đưa thức ăn vào mà đại khai tính ra ngày. Tổng cộng ăn 6 bữa cơm, nhưng ngàn vạn lần đừng dùng cách tính một ngày ba bữa cơm, sáu bữa cơm chính là sáu trừ đi ba tương đương hai như vậy mới đúng. Sở dĩ không thể tính vậy là bởi vì tử ly hoài nghi yêu nhân hoàng đế kia là có ý ngược đãi hắn, mỗi ngày chỉ cho hắn ăn hai lần. Có khi là tảo vãn lúc sớm lúc muộn, có khi là tảo ngọ lúc sáng lúc trưa, có khi cũng là bữa sáng cùng ăn khuya. Trời biết hắn không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là ủy khuất dạ dày của mình, hiện tại lại bị người hết sức ngược đãi tử ly đã đói bụng đến phải choáng váng ngực còn xoắn đau. Kỳ thật tử ly cũng nghiên cứu qua cánh cửa ngầm kia, di chuyển qua hết thảy những thứ thoạt nhìn có hiểm nghi là chốt mở ở bên trong, bình hoa, bồn cảnh bài trí, thậm chí là ghế dựa, cái bàn, giường, mấy gia cụ kỳ án, nhưng kết quả cửa đá không chút sức mẻ. Tứ chi vô lực tựa trên giường, tử ly sắc mặt trắng bệch siết chặt cái ngực vô cùng đau đớn. Hô, hô, thật là khó chịu a, à, giống như đang bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy. Mỗi chốt hô hấp đều phải cùng năm ngón tay khép mở xoa bóp. Đang lúc Tử Ly cho là mình sẽ bởi vậy mà đau chết thì đau đớn áp bách trái tim lại chợt biến mất, sắc mặt khôi phục như thường. Tử Ly không hiểu nghĩ rằng cơn đau này tới nhanh thì đi cũng nhanh, lau lau mồ hôi lạnh từ bên giường đứng lên, bỗng nhiên, tay tựa trên điêu lan ở đầu giường hõm xuống một cái, tiếp theo cửa đảo thạch kia oanh oanh long, long long mở ra. Thật là có tâm chăm hoa hoa chẳng nở, vô tình tưới liễu liễu xanh um. Nguyên lai like, cơ quan cửa đá là long trùy, miệng rồng, điêu lan trên đầu giường, chỉ cần đè xuống mạch là được. Tử ly thật cẩn thận đi ra mật thất, nguyên lai like bên ngoài là một gian thư phòng, bài trí trang hoàng lại hoàn toàn khác biệt với mật thất sạch sẽ thanh nhã. Trên án thư là văn phòng tứ bảo cùng các loại đồ cổ tinh xảo dùng trang trí hoặc chơi đùa, trên vách tường là tranh chữ văn thần, song cửa chạm rỗng vạn thọ tự, lòng mộc y chiếc ghế điêu long tử đàn, hương đàn mộc, chiếc hộp nam mộc gỗ lim vạn bảo cách, gia cụ, thư tịch, tự họa tranh chữ đồ cổ, chân ngoạn. Tràn ngập bên trong, hương khí tùng bách được đốt lượn lờ, hỗn tạp thư tịch, mùi hương cổ hỏa thư, lờn vờn thật lâu trong ở cung thất, mà ngay cả bụi đất tựa hồ cũng tản ra mùi hương trong không khí. Thật là một hoàng đế biết hưởng thụ, ngoặc kép chấm chấm, người hôm nay tiến cung chính là vì chất vấn ta, chợt nghe cách phách truyền đến một thanh âm nổi giận đùng đùng. Thảm, là nhân yêu hoàng đế tinh thần phân liệt nha. Tử ly lập tức khẩn trương cắn ngón tay, không biết mình là nên lập tức chạy về mật thất hay cần phải lập tức xông ra. Diễm, ta không phải là chất vấn ngươi, ngươi có biết ta. Thành âm kế tiếp vang lên làm cho tử ly trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Là mạc thương cảnh a, à, thật tốt quá, nếu hắn đến nhất định có thể đem ta cứu ra. Vừa định mở miệng cầu cứu, nhưng mà một tiếng giống giận của mạc hoa diễm mang theo nức nở lại làm cho tử ly giống như thân rơi vào hầm băng ta không biết, không biết, chúng ta rõ ràng đã vạch kế hoạch hảo, hắn chẳng qua là một quân cờ để chúng ta khống chế Bắc Linh, nhưng hôm nay, mạc thương cảnh, người lại mọi cách cản trở, người đến tột cùng có ý đồ gì, chẳng lẽ ngươi đã yêu hắn không bỏ được. Tiến vào nội thất, Mạc Hoa Diễm lập tức vứt bỏ lớp ngụy trang hỉ giận không hiện sắc trên chiều đường đột nhiên xoay người căm tức nhìn Mạc Thương Cảnh vì tìm kiếm người nọ mà liên tiếp ba ngày cáo bệnh không thượng chiều, hôm nay tiến công lại chạy tới hướng mình đòi người. Diễm, ta, ta không phải như thế. Mạc thương cảnh nhìn mạc hoa diễm gần như bệnh tâm thần trước mặt giọng điệu không xong nói. Ngươi nói dối, mạc hoa diễm hung hăng trừng mắt hắn. Diễm, mạc thương cảnh trong lòng bất an, mắt nhìn đôi mắt đẹp kia đã bịt kín hơi nước, quả nhiên, chỉ chốc lát sau nước mắt liền như xuyến châu bị chặt đứt cấp tốc rơi xuống. Cảnh, ngươi không cần thích hắn được không? Không cần bỏ lại ta được không? Mạc Hoa Diễm bỗng nhiên tán đi một thân lệ khí dương cung bạt kiếm vẻ mặt buông lỏng nắm ống tay áo của hắn cầu xin nói. Mạc Thương Cảnh thấy thế trong lòng đau xót, vội vàng an ủi người như hài đồng chỉ cần bị ủy khuất sẽ chạy đến trước mặt mình ai ai khóc, ta như thế nào bỏ lại ngươi. Diễm, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Cảnh, ta căn bản là không muốn làm hoàng đế gì. Ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ. Mạc Hoa Diễm anh anh khóc dòng nói, cho nên ngươi không thể thích người khác không để ý tới ta. Sẽ không, Diễm, cho dù người trong thiên hạ phụ ngươi, ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ. Mạc thương cảnh ôn nhu an ủi. Mạc hoa Diễm lúc này mới vừa lòng dần dần dừng lại tiếng nấc. Mạc thương cảnh thấy y cảm xúc hơi ổn mới chậm rãi mở miệng nói, Diễm, ngươi luôn đa tâm như vậy, ta như thế nào sẽ thích một quân cờ chứ? An cần du vô tài lại vô mạo, vốn như ngươi nói, ngay cả yêm nô trong cung cũng so với hắn tốt hơn mấy lần, người như vậy ta như thế nào sẽ yêu hắn? Ta chỉ bất quá là cố ý lấy thân phận bằng hữu thân cận, làm cho hắn đối với ta sinh ra hảo cảm để ngày sau làm việc thôi. Thật sự, thật sự, tốt lắm, người nhú hắn như vậy đều không phải là hảo kế sách, không bằng để cho ta làm một người tốt đem hắn cứu ra, như vậy hảo cảm của hắn đối với ta cũng sẽ gia tăng ngày sau cũng tiện không ít. Được rồi, Mạc Hoa Diễm nín khóc mỉm cười, hướng phòng trong lải nhải nói hắn ở mật thất bên trong ta lánh đi trước miễn cho kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi mất đi hiệu lực cứu mỹ nhân sao chính là không có người nào so với người trước mắt ta đẹp hơn a à. quẹ giang rắc, cánh cửa mật thất chậm rãi mở ra dần dần mở rộng trong tầm mắt người đã tìm mấy ngày đang thẳng thắp đứng ở giữa phòng bên môi lộ ra một mặt cười tựa hồ vừa chạm đến liền vỡ hắn đang nhìn mình nhẹ nhàng nói thương cảnh người đã đến rồi đêm lạnh như nước, trên màn trời không hề có chút tạp chất chỉ có một vầng minh nguyệt trắng muốt như ngọc được khảm ở giữa. Sau một tòa sơn giả trong cảnh vương phủ, một bóng dáng lưng đeo tay nải đang thật cẩn thận dò xét xem có phải có thị vệ tuần tra đi qua hay không. Sau đó nhẹ nhảy ra rừng ở trong bụi cỏ, tiếp theo cúi thân mình về phía sau bước vào hoa viên. Giang giác, một tiếng vang nhỏ ngoài ý muốn dưới chân lập tức khiến cho bọn thị vệ cảnh giác. Người nào, người nào ở bên kia? thị vệ giơ đao nói, tiếp theo chậm rãi hướng đến bên chỗ tử ly ẩn thân. Tử ly quính lên, cũng không tái bận tâm mình sẽ bại lộ lập tức thò người ra nhanh chân bỏ chạy. Thích khách, có thích khách, toàn bộ vương phủ ngay lập tức trở nên sáng trưng, tử ly vô pháp che giấu chỉ có thể bại lộ ở trong vòng vây siết chặt. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc thương cảnh vững bước đi tới. Hồi vương gia là tử ly công tử, thuộc hạ tường thích khách làm cho vương gia ngài bị sợ hãi thị vệ trường lập tức tiến lên hồi bẩm mạc thương cảnh nhìn tử ly cách ăn mặc một thân xuất hành ánh mắt ảm trầm lập tức ôn hòa hỏi tử ly nửa đêm không nghỉ lưng đeo tay nải muốn làm cái gì ta phải đi cảm ơn thương cảnh huynh trong khoảng thời gian này chiếu cố tử ly thành thật hướng hắn chắp tay nói đi tử ly đây là muốn đi nơi nào bên ngoài không an toàn vẫn là ở lại trong vương phủ của ta đi người tới thỉnh tử ly công tử quay về xương phòng các ngươi đừng tới đây. Tử ly lập tức xuất ra nọc độc ám khí hắn tự chế ném về hướng trước mặt bọn họ. Nọc độc trong túi vỡ tan lan ra làm cho hoa cỏ dính phải thoáng chốc hủ bại cháy đen, hóa thành bãi bùn. Người xem đều là cả kinh, tĩnh vật đã là như thế, nếu dính vào người thì đó là loại cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi thế nào. Còn bước qua cẩn thận ta cho các ngươi ngay cả cho cũng không còn. Mạc thương cảnh nhíu nhíu mày, tử ly đừng làm rộn, đến, ta đưa ngươi trở về phòng. Tử ly thờ hồn hển bình tĩnh nhìn bàn tay hắn đang vươn về hướng mình, bỗng nhiên oán hận chừng mắt hắn quát, thu hồi bộ dáng này của ngươi đi, ngươi này tiểu nhân đê tiện giả nhân giả nghĩa. Mạc thương cảnh nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo trên mặt hiện lên một mặt cười khổ bất đắc dĩ, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời đi. Này phải xem các ngươi có bản lãnh lưu ta hay không. Tử ly một bộ biểu tình bất cứ giá nào, Nhìn chằm chằm thị vệ đang cẩn trọng càng tiến vào càng gần, sau đó âm thầm lấy ra mấy viên phích lịch đạn đột nhiên ném xuống. Nồng đậm khói hồng lập tức tràn ngập tầm mắt mọi người. Khụ khụ, đám người không khỏi một trận ho sặc, ánh mắt cũng cay đến mức chống đỡ không nổi mà ra nước mắt, cảm thấy phích lịch đạn này vẫn là cho thêm bột ớt. Vương ra, này, đợi khói đặc tán đi, đâu còn bóng dáng Tử Ly. Cửa thành đã đóng, hắn là đi không xa, lập tức truy tìm toàn thành tử ly siết chặt ngực thất tha thất thiểu trốn vào một con ngõ nhỏ. Đau quá, lại tới nữa, cái loại đau đớn này tựa hồ muốn đem trái tim hắn bóp nát. Tử ly đầu đầy mồ hôi lạnh rửa vào tường trượt ngồi dưới đất, há miệng lớn giống như khi cá thiếu nước tuyệt vọng mà chết. Bên ngoài tiếng bước chân hỗn độn cùng thanh âm lục xoát táo bạo làm cho hắn thấp thỏm lo âu, nhưng thân thể đã vô lực bước đi. Não bộ thiếu dưỡng từng trận say sẩm, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ tiếng bước chân càng ngày càng gần đến khi ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám hình ảnh từ ly nhìn thấy chính là gương mặt vô thanh vô tức tựa bóng ma hiện ra hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe